Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 8. Con trai của trấn trưởng vui vẻ co giật lên, cả người nhất thời tiến vào cao triều, dưới một trận run run kịch liệt, rốt cục phát tiết đi ra, nằm nhoài trên người muội muội. Mà thân thể trắng nõn của muội muội cũng chậm rãi cứng lại, trở nên lạnh, biến thành tử sắc. Sau khi nhận hết làm nhục, rốt cục chết rồi. Trái tim Trương Đào trong nháy mắt vỡ vụn, đột nhiên con người tan rã dần dần ngưng tụ lại. Hắn nằm trên mặt đất, không biết từ nơi nào bắt đầu hiện ra sức mạnh, hắn cảm giác mình đột nhiên có sức mạnh, hai tay nắm chặt, một loại cảm giác mạnh mẽ chưa bao giờ có nổi lên trong lòng. Song quyền, hắn sửng sốt một chút, mình dĩ nhiên có nắm đấm. Không chỉ có hai tay, hơn nữa trên tay phải còn có một thanh kiếm, một thanh lợi kiếm sáng loáng, hàn khí bức người. Giết, giết, giết. Trong đầu của hắn trống rỗng, sau khi hô một tiếng giết, hiện lên ở trong hai con ngươi, tất cả đều là sát khí. Hắn giơ kiếm lên, dưới hàn quang lấp lóe, hết thảy du côn lưu manh đối với hắn quyền đấm cước đá, toàn bộ bị chém làm hai đoạn, chết không có chỗ chôn. Hảo kiếm. Khuôn mặt của hắn dữ tợn vặn vẹo, từng bước một đi đến gần con trai của trấn trưởng. Giết, giết, ta muốn giết hết mọi người, tất cả mọi người đều phải chết. Trương Đào mang theo lợi kiếm, đi ra khỏi nhà, hướng nhà của trấn trưởng đi đến. Chỗ đi qua, đều lưu lại thi thể ngang dọc tứ tung. Chạy mau, Trương Đào giết người rồi. Không muốn, không muốn a, ta là Lý Thẩm Cách Phách nhà ngươi a, đừng có giết ta. Nhanh đi tìm trấn trưởng, nhanh đi tìm người đến chế phục tên điên này. Không tốt rồi, một nhà trấn trưởng đều bị giết, làm sao bây giờ? Ai tới cứu chúng ta a? Trốn, chạy mau a. Toàn bộ tiểu trấn loạn tùng phèo, Trương Đào mang theo trường kiếm, hắn đã không nhớ rõ giết bao nhiêu người, từ ban ngày giết tới buổi tối, ánh mắt đến đâu, đã không còn người sống, toàn bộ trấn nhỏ trở nên trống rỗng. Buổi tối ánh trăng rất tròn, dị thường lớn, trong đầu của hắn một mảnh trống rỗng, hai mắt không có chút tình cảm nào, ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn trên bầu trời kia. Thế này sao lại là trăng tròn gì? Rõ ràng là một con ngươi to lớn màu đỏ. Trương Đào nhìn bầu trời, trên nhãn cầu to lớn kia đờ ra, toàn bộ người trên tiểu trấn đã chết rồi, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút sinh cơ nào. Đột nhiên hắn cảm thấy hoảng hốt, thật giống như cảnh sắc chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo lên, một loại cảm giác cực kỳ không chân thực xuất hiện ở trước mắt. Tất cả thi thể đã biến mất, ngay cả trấn nhỏ cũng không còn. Có chỉ là một mảnh hoang dã, bóng đêm đen thui. Mấy ngàn đồng bạn ở Già Lam học viện, còn có minh nguyệt trong sáng trên bầu trời. Này! Trương Đào ngơ ngác nhìn cảnh sắc xung quanh, vẻ mặt mờ mịt. Cùng hắn đồng dạng mờ mịt, còn có hơn 2.000 tên học viện, từng cái dại ra, trong con người xuất hiện vẻ nghi hoặc. Qua! Đột nhiên có một học viên nữ lớn tiếng khóc lên, nhất thời như có một hòn đá ném vào mặt hồ, hiện lên sóng cả. Toàn bộ dã ngoại nhất thời bạo phát lên. Tất cả mọi người che mặt ôm nhau khóc ròng, tiếng bi thương kinh thiên động địa. Cũng không ít học viên quỳ trên mặt đất, không ngừng dùng nắm đấm oanh kích đại địa, trong hai mắt một mảnh đỏ chót, mỗi cái bi phẫn không thôi. Cổ Vinh ở bên ngoài nhìn xem mà trợn mắt ngoác mồm, dưới cái nhìn của hắn, những người này chỉ là ngơ ngác đứng một ngày một đêm mà thôi, làm sao đột nhiên phát sinh tâm tình chập chờn lớn như vậy. Nội tâm hắn nhất thời rét run, nghĩ đến Lý Vân Tiêu nói sự tình thú vị, hắn run cầm cập. Lén lút liếc mắt nhìn qua. Giờ khắc này hai mắt của Lý Vân Tiêu đã khôi phục bình thường, khí sắc cả người dị thường tái nhợt, từng cái mạch máu bé nhỏ răng đầy người, đều có thể thấy rõ ràng. Cổ Vinh âm thầm vui mừng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nếu không phải mình là thuật luyện sư cấp 2, lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, sợ là cũng bị hắn đẩy đi cảm thụ sự tình thú vị kia. Hiện tại Lý Vân Tiêu rất không dễ chịu, gánh nặng đã vượt qua dự tính của hắn. Nguyên bản hơn 2.000 người trải qua 3 ngày 3 đêm bôn ba, lực lượng tinh thần đã rơi xuống trạng thái cực thấp, lấy đồng thuật của mình phối hợp thiên giữ thiên huyễn đại trận, đủ để ung dung đem hơn 2.000 người kéo vào ảo cảnh. Nhưng trong đó hao tổn là hết sức kinh người, bất đắc dĩ sớm kết thúc lữ trình ảo cảnh, để những người này đi ra. Lực lượng tinh thần của hắn vừa đứt, toàn bộ ảo cảnh trong nháy mắt biến mất. Lý Vân Tiêu đem hồn lực ngâm vào trong giới thần bi, huyễn ảnh hiện hình. Đại diễn thần quyết bắt đầu hiện lên ở trên không gian, từng luồng ấm áp như ánh mặt trời xua tan băng hàn, chiếu vào linh hồn của hắn, thích ý cùng tẩm bổ không nói ra được.
Lý Vân Tiêu nói với Cổ Vinh. Mang ta đến trên chiến xa nghỉ ngơi, để bọn họ hảo hảo hưởng thụ một hồi hạnh phúc còn có thể khóc đi. Người có lúc, ngay cả cảm giác cùng quyền lợi khóc, cũng không ở. Lúc này Cổ Vinh rất kinh ngạc, nguyên lai Lý Vân Tiêu đã suy nhược đến trình độ như thế, mặc dù lần trước bế quan luyện đan, cũng không có tiêu hao như thế. Thế nhưng, một lần để hơn 2.000 người đồng thời rơi vào ảo cảnh, hắn không nhịn được run cầm cập một hồi. Hơn 2.000 học viên buồn vui đan xen, thống khổ hơn nửa đêm, rốt cục từng cái không chống đỡ nổi, toàn bộ ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm bôn ba, lại thêm một hồi tinh thần đâm kích như thế, tất cả đều triệt để mệt mỏi. Ngày thứ hai, tất cả mọi người đều mơ thấy mộng đẹp, ở trong mơ khắp thế giới đều là mùi thơm ngát, ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong trẻo, hạnh phúc không nói ra được. Chờ sau khi tỉnh lại, phát hiện quả nhiên giống như trong mộng, một luồng mùi thơm ngát nước mũi, dễ ngửi không nói ra được. Đám nhóc con, tất cả đều tỉnh rồi, đều đứng lên cho ta. Cổ Vinh cả giận nói. Để đại gia đốt tử khí ngâm long hương cho các ngươi một buổi tối, các ngươi đúng là ngủ rất thoải mái. Lúc này mọi người mới phát hiện, bên người Cổ Vinh có một đống dấu vết củi lửa, còn cầm quạt hương bổ, không ngừng quạt hương phát tán ra. Để thuật luyện sư cấp 2 hầu hạ bọn họ ngủ, đây chính là sự tình xưa nay tưởng tượng cũng không dám, sợ đến từng cái từ trên mặt đất bò lên. Có điều mỗi người đều vội vàng từ trong trận pháp này nhảy ra, không dám chờ ở bên trong nữa. Trên trận pháp bố trí những nguyên thạch kia, toàn bộ đã hóa thành một đống bột phấn, sau khi nguyên khí hao hết liền trở về bụi bặm. Lý Vân Tiêu cũng 10 phần tinh thần từ trong chiến xa đi ra, hết thảy học viên đều phảng phất như nhìn thấy ma quỷ, dồn dập biến sắc, dưới chân không tự chủ lui về phía sau. Con người của Cổ Vinh thu nhỏ lại, nội tâm khiếp sợ không thôi. Tối hôm qua hắn 100% khẳng định Lý Vân Tiêu là hồn lực triệt để khô cạn, nhưng lúc này mới một buổi tối, nhìn trên mặt hắn thần thái sáng láng, hiển nhiên là hoàn toàn khôi phục. Tốc độ này không khỏi quá đáng sợ đi. Lý Vân Tiêu cười híp mắt nhìn tất cả mọi người. Ngày hôm qua mọi người chơi hài lòng chứ? Hài lòng con mẹ ngươi. Hơn 2.000 người đều là nội tâm phẫn nộ mắng to, nhưng không ai dám biểu lộ ra, nhìn nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu, mọi người cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi tới, lại hơi di chuyển về phía sau một chút. Sắc mặt Trương Đào cũng trắng bệch, ngày hôm qua sự tình trong ảo cảnh, chỉ cần hắn nghĩ tới liền cả người rét run, quả thực chính là ác mộng. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nói. Ta biết các ngươi khẳng định đều đang mắng ta, có điều. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt sâu xa như biển, từng chữ nói. Ta không biết các ngươi ở trong ảo cảnh nhìn thấy gì, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi chính là, nếu như không có thực lực, tất cả nhìn thấy trong ảo cảnh, không hẳn sẽ không chân thực phát sinh. Chi? Trương Đào chỉ cảm thấy lạnh cả người, nội tâm hắn điên cuồng hô, không thể, tuyệt đối không thể. Thật đáng sợ, ta nhất định không thể để cho sự tình trong giấc mộng phát sinh. Thực lực, ta muốn thực lực. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn những khuôn mặt non nớt kia, mặc dù là Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong, hai nhân vật giống như lãnh tụ trong các học viên, ở trong mắt hắn cũng chỉ là hai hài tử mà thôi. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù ảo cảnh là giả, nhưng chấp niệm trong lòng các ngươi lại là thật. Thế giới này chính là như vậy, cạnh tranh sinh tồn, cường giả vi tôn. Nếu ngươi muốn khỏe mạnh sống tiếp, muốn bảo vệ một tia yếu đuối trong lòng mình, liền phải không ngừng để bản thân mạnh lên, không ngừng hướng về con đường võ đạo đi tới. Hắn nhìn trong con ngươi tất cả mọi người tựa hồ thêm ra một chút sát khí mà dĩ vãng không có, nhất thời thỏa mãn cười cợt nói. Vì lẽ đó ta muốn dùng 5 ngày còn lại, dạy dỗ các ngươi một bộ công pháp tăng cao thực lực cấp tốc, gọi là sát khí quyết. Ở phía xa Kế Mông cũng là trong lòng hơi động, vội đi tới. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi tu luyện kiếm pháp là linh động phiêu giật, cùng sát khí quyết này hoàn toàn trái ngược. Nhưng thiên hạ võ kỹ, đều thông đại đạo, chung quy sẽ lĩnh ngộ tới vũ ý. Ngươi có thể tham khảo một phen, nhưng không cần học tập. Kế Mông thụ giáo, ngốc ở một bên xem xét tỉ mỉ. Lý Vân Tiêu giảng giải. Sát khí quyết chính là một loại công pháp thông qua sát khí đến kích thích sức mạnh tiềm ẩn của thân thể, sớm nhất là xuất hiện ở trên chiến trường, sau khi bị võ giả phát hiện liền nghiên cứu hơn nữa, lúc này mới sáng tạo ra bộ công pháp kia. Sát khí đối với phạm vi tăng thực lực lên, cùng đẳng cấp của các ngươi cũng có quan hệ.
Bộ công pháp này tổng cộng chia làm hai bộ phân, một là cô đọng sát khí, hai là kích thích tiềm năng. Hiện tại, tất cả mọi người đều ghi nhớ tâm pháp cho ta. Hắn tại chỗ truyền miệng, hết thảy học viên đều đọc thầm theo. Kế Mông ở một bên trong lòng cũng giật mình, hắn vốn cho rằng sát khí quyết này chỉ là một bộ công pháp phổ thông, nhưng sau khi nghe tâm pháp, nhất thời rõ ràng sát khí quyết này giá trị to lớn, quả thực là không thể đánh giá. Căn cứ trên tâm pháp miêu tả, nếu một người tu luyện sát khí đủ nặng, có thể để thực lực của mình tăng cao hơn 2 lần. Không nói vấn đề một người, nếu bộ tâm pháp này dùng để huấn luyện binh sĩ, sức chiến đấu của một nhánh quân đội kia. Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy nội tâm chấn động sợ hãi, nhìn dáng dấp Lý Vân Tiêu hờ hững không để ý, nội tâm hắn hết sức hoài nghi, đây thực sự là thiếu niên 15 tuổi sao? Sau khi Lý Vân Tiêu truyền thụ xong, nghiêm mặt nói. Bộ sát khí quyết này nếu là nhiều người đồng thời tu luyện, lẫn nhau trong lúc đó sát khí có thể ảnh hưởng đối phương, tầng tầng chồng chất, hiệu quả tăng gấp bội. Ta hy vọng sau 5 ngày, các người đồng thời triển khai sát khí quyết, có thể làm cho sức chiến đấu gia tăng gấp đôi. Vì khích lệ mọi người, đến thời điểm đó 30 người sát khí tăng cường lớn nhất, mỗi người khen thưởng một viên đan dược cấp 2 tăng lên tiềm năng mà không hề có tác dụng phụ. Đan dược cấp 2 tăng lên tiềm năng không hề có tác dụng phụ. Trong mắt tất cả mọi người sáng ngời, đan dược cấp 2 đối với bọn họ mà nói quá mức xa xôi, trừ một ít con cháu thế gia, trong ngày thường ngay cả dung mạo đan dược cấp 1 ra sao cũng chưa từng thấy. Cổ Vinh ở bên cạnh vừa nghe, nhất thời một mặt khổ qua uể oải, biết những đan dược này khẳng định là do mình đi luyện chế. Lý Vân Tiêu phân phó xong, nhìn chằm chằm Mộng Bạch toàn thân xanh lên, lộ ra một nụ cười hòa ái. Mộng Bạch run cầm cập một hồi, vội vàng chạy tới bên cạnh Mộng Vũ. Sư phụ, người muốn làm gì? Bây giờ hắn đối với Lý Vân Tiêu cũng sản sinh ra lòng kính nể rất lớn, ác mộng trong ảo cảnh, để hắn hiện tại còn sợ run tim mất mật. Kha kha, Lý Vân Tiêu vỗ vỗ miệng nói. Mượn chất độc trên người của ngươi, để sư phụ xung kích cảnh giới cửu tinh võ sĩ. Hơn 2.000 học viên bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Từng cái nỗ lực nhớ lại tuyệt vọng giết chóc ở trong ảo cảnh, từng chút ngưng luyện ra sát khí. Lý Vân Tiêu thì không để ý Mộng Bạch phản kháng, trực tiếp kéo hắn vào trong chiến xa, bắt đầu mạnh mẽ hấp thu độc tính. Cổ Vinh thì vẻ mặt như đưa đám bắt đầu luyện chế thiên điểu đan, cũng may sau khi thăng lên thành thuật luyện sư cấp 2, luyện chế đan dược cấp 2 cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ là 30 viên, làm suốt đêm vẫn là có hy vọng. Kế Mông cũng bắt đầu nhớ lại nội dung của sát khí quyết. Nhắm mắt trầm tư. Hắn mơ hồ cảm thấy vũ ý ẩn chứa trong đó chính là then chốt để mình đột phá, từ khi lên cấp vũ quân tới nay, tu vi liền dẫm chân tại chỗ. Nhưng vũ quân cảnh giới mỗi lên một cấp xa xa không phải đại vũ sư có thể so sánh, hắn ngược lại cũng không vội. Thời gian từng chút trôi qua, sau 3 ngày 3 đêm. Tựa hồ trong lòng Kế Mông có xúc động, ý cảnh trì trệ không tiến hơi hơi có cảm giác mở ra. Đột nhiên một luồng sát ý cực cường đập vào mặt mà tới, trong lòng hắn chấn động, ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy hơn 2.000 học viên trước mặt từng cái hai mắt đỏ chót, tâm ý giết chóc để râu tóc mỗi người đều mơ hồ tỏa ra tử khí màu đen, bắt đầu mịt mờ lên. Đây là... Hắn ngơ ngác trợn to tròng mắt, trên bầu trời của 2.000 học viên, hiện ra một đoàn sát khí, ngưng tụ không tiêu tan, lúc ẩn lúc hiện hóa hình thành một ngón tay to lớn, mặt trên vảy giáp loang lổ. Tia sáng yêu dị lấp loé, để Kế Mông là vũ quân cường giả cũng cảm thấy một loại cảm giác nghẹt thở gơ ngác, trực thấu xương tủy. Hừm, cũng không tệ lắm. 3 ngày liền có thể đạt đến trình độ này, xem ra trong ảo cảnh kích thích có công lao không nhỏ a. Chẳng biết lúc nào Lý Vân Tiêu đã đứng ở sau lưng hắn, một mặt ý cười nhìn ngón tay khủng bố như ẩn như hiện trong hư không. Kế Mông mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, cả kinh nói. Vân Thiếu, này... Đây là vật gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Do sát khí ngưng tụ mà thành sát thần chỉ, chính là hàm nghĩa mạnh nhất của sát khí quyết. Hắn nhìn chăm chú trên hư không, tiếp tục nói. Sát thần chỉ này lúc có lúc không, trôi nổi bất định, ngay cả trình độ sơ cấp nhất cũng không thể đạt đến. Bất quá đối với bọn họ mà nói, 3 ngày có thể có loại thành tựu này, cũng coi như là không tệ. Sát thần chỉ. Kế Mông khiếp sợ lẩm bẩm. Nếu chỉ này thực chất thành hình, uy lực sẽ lớn bao nhiêu? Thực chất thành hình. Lý Vân Tiêu yên lặng nở nụ cười. Còn không có người có thể luyện đến thực chất thành hình, nếu trực tiếp dẫn động sát thần giáng lâm,
sợ là cửu thiên vũ đế đỉnh cao cũng có thể giết chết. Nhưng này cần sát khí mạnh bao nhiêu, chí ít là gấp mấy vạn, thậm chí mấy trăm vạn lần. Đừng nói võ giả bình thường, coi như là vũ đế cường giả, cũng không làm được. Lúc này Kế Mông mới thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự có người có thể làm được, trong thiên hạ này ai có thể chống đối. Lý Vân Tiêu nói, để bọn họ tiếp tục tu luyện, đại quân đại khái còn có 2 ngày nữa mới đến, ta trước vào thành đi dạo, tìm dược liệu để Trần Chân vững chắc cảnh giới. Cổ Vinh vừa nghe, vội vàng chạy tới. Vân Thiếu, mang ta đi với. Vẻ mặt hắn đau khổ nói. Ta đã liên tục luyện chế 3 ngày 3 đêm, mang ta đi buông lỏng một chút đi. Còn có ta, còn có ta. Mộng Bạch cũng chạy tới, ở dã ngoại đợi mấy ngày, hắn đã sớm phiền chán. Giờ khắc này da thịt của hắn trắng như tuyết, độc tính sớm đã bị Lý Vân Tiêu hấp thu hết sạch. Lý Vân Tiêu nói. Được, Cổ Vinh, Mộng Bạch, lại kêu lên tỷ tỷ của ngươi, 3 người theo ta vào thành. Kế Mông lưu lại hộ pháp cho bọn hắn. Rất nhanh, Mộng Vũ từ trong đám học viên đi ra, 4 người hướng Phổ Dương thành mà đi. Kế Mông nhìn bóng lưng 4 người biến mất, nội tâm không che giấu nổi khiếp sợ, cười khổ lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm. Ông trời, lúc này mới mấy ngày, bát tinh đỉnh cao võ sĩ. Phổ Dương thành là thành trì nằm trên con đường sống lưng của Thiên Thủy Quốc, tầm quan trọng cao hơn thành trì bình thường rất nhiều. Đồng thời cũng bởi vì vị trí cực kỳ tiện lợi giao thông, vì lẽ đó cũng là một trong những thành thị phồn hoa nhất của Thiên Thủy Quốc. Lúc vào thành, Lý Vân Tiêu phát hiện người ra vào tựa hồ cũng phải giao tiền, để hắn ngạc nhiên không ngớt. Rất nhanh, 4 người cũng bị thị vệ gác cổng ngăn lại. 4 người, 1 người 200 tiền đồng, tổng cộng 800. 1 ngân tệ tương đương với 1.000 tiền đồng, tiền cũng không nhiều, nhưng Cổ Vinh lạnh lùng nói. Ra vào thành còn phải trả tiền, điều luật nào quy định như thế? Thị vệ sững sờ, lập tức cả giận nói. Để ngươi ra tiền, là cho ngươi cơ hội vào thành. Xem ra ngươi là không muốn vào thành, vậy mau cút cho ta. Đột nhiên một môn vệ khác vội vã tiến lên, ngăn cản tên môn vệ kia, ở bên tai không ngừng nói nhỏ, ánh mắt càng là ở trên thân thể 4 người qua lại đánh giá. Đại khái là xem 4 người ăn mặc đều bất phàm, có thể là đại nhân vật gì. Môn vệ kia cũng nhíu mày, thiếu kiên nhẫn phất tay nói. Được rồi, vào đi thôi. Cổ Vinh từ lâu tức giận dâng lên, đang muốn nổi giận. Lại bị Lý Vân Tiêu ngăn cản, mỉm cười lắc đầu, liền đi vào thành. Vân Thiếu, vì sao không cho ta giáo huấn bọn họ một chút? Này rõ ràng là một mình thu phí, xúc phạm luật pháp. Cổ Vinh tức giận bất bình nói. Lý Vân Tiêu cười nói. Chuyện xúc phạm luật pháp nhiều lắm. Ngươi quản hết sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn, then chốt không ở 2 tên môn vệ này, bọn họ cũng là làm việc khổ bức. Ngươi cho rằng những tiền thu lại kia bọn họ trực tiếp bỏ vào hầu bao sao? Ta dám khẳng định 99% là phải đưa lên mặt trên. Mộng Bạch tức giận nói. Những quan lại này thật đáng ghét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn cùng Mộng Vũ từ nhỏ đã tự lực cánh sinh, tự mình kiếm sống. Tự nhiên rõ ràng những quan viên kia bóc lột bách tính lợi hại. Lý Vân Tiêu nói, mặc dù chúng ta ra tay quản, chờ chúng ta vừa đi, nơi này vẫn sẽ tiếp tục hồi phục nguyên dạng. Huống hồ chúng ta bất kể là võ đạo hay thuật đạo, tâm tính đều phải bỏ qua trần thế ràng buộc. Những chuyện này, lưu lại chờ sau khi Tần Nguyệt lên ngôi, lại chậm rãi xử lý. 4 người vừa đi vừa nói, bước chậm ở trên đường phố Phổ Dương Thành, xác thực là một mảnh phồn hoa. Nửa điểm cũng không kém thủ đô. Rất nhanh liền đi tới tiệm bán thuốc lớn nhất Phổ Dương Thành, sau khi đi vào, mấy người nhất thời thất vọng, chủng loại dược liệu bên trong, so với thủ đô kém quá xa. Dù sao thủ đô nhân tài đông đúc, thuật luyện sư cũng không phải số ít. Mà Phổ Dương Thành, sợ là ngay cả một vị thuật luyện sư cũng chưa chắc có. Lý Vân Tiêu cau mày nghĩ một lát, liền liệt ra mấy vị dược liệu phổ thông, để mỗi dạng chuẩn bị 10 phần. Trưởng quỹ đối chiếu tờ khai lấy thuốc, đột nhiên ngạc nhiên nói. Cổ Lan Diệp chỉ còn lại 8 phần. Vật này là chủ tài luyện chế thuốc cường thân, vì lẽ đó nhu cầu rất lớn. Lý Vân Tiêu nói. Liền 8 phần đi, toàn bộ gói kỹ. Lúc này có 2 người từ ngoài quán đi vào, một người trong đó ánh mắt sáng ngời, trực tiếp nhanh chân tiến lên, một tay đặt ở trên Cổ Lan Diệp, lớn tiếng nói. Trưởng quỹ, Cổ Lan Diệp này ta muốn hết.
Thuốc cường thân của bổn thiếu gia vừa vặn dùng hết, chỉ chờ Cổ Lan Diệp này. Trưởng quỹ biến sắc, vội vàng gượng cười nói. Ngô Quang thiếu gia, hiếm thấy Quang Lâm tiểu điếm, nhưng Cổ Lan Diệp này đã bị mấy vị khách nhân kia mua lại. Ngô Quang biến sắc, hắn đánh giá bốn người một chút, khi thấy Mộng Vũ, đột nhiên sáng mắt lên, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nhìn xuống nói với Lý Vân Tiêu. Cổ Lan Diệp cùng cô nàng này cho ta, ra giá đi. Mộng Vũ giận tím mặt, lại dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ như thế, nàng đang muốn xông lên, lại bị Lý Vân Tiêu ngăn cản, hắn thấy buồn cười nói. Tốt, giá cả dễ thương lượng, nhưng chỉ sợ ngươi không trả nổi. Không trả nổi. Tựa hồ Ngô Quang nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, cười to lên. Trưởng quỹ, nói cho hắn biết ta là người như thế nào. Trưởng quỹ thương hại nhìn Lý Vân Tiêu một chút, khúm núm nói. Khách quan, Ngô Quang thiếu gia là con trai của Phổ Dương Thành thành chủ đại nhân, vị trọng thái đại sư phía sau này là thuật luyện học đồ cao cấp. Ồ, Lý Vân Tiêu nhất thời hứng thú. Không biết trọng thái đại sư này là học trò của vị thuật luyện đại sư nào. Trọng thái căm ghét nhìn mấy người một chút, tựa hồ cùng những người này nói chuyện sẽ hỏng bộ mặt của mình, lãnh đạm nói. Chẳng lẽ các ngươi còn biết thuật luyện đại sư hay sao? Nói cho các ngươi cũng không sao, thầy giáo của ta chính là thuật luyện sư công hội Cổ Vinh Cổ đại sư. Cổ Vinh ở dưới ánh mắt quái dị của Lý Vân Tiêu, trực tiếp ngã trên đất, đen mặt bò lên, khóc lóc nói. Vân Thiếu, bịa đặt, đây tuyệt đối là bịa đặt. Hắn tức giận trùng thiên, chỉ vào trọng thái quát lên. Cổ Vinh ta biết, hắn lúc nào có đồ đệ như ngươi. Trọng thái sững sờ. Tuy rằng không phải cổ đại sư tự mình thu ta làm đồ đệ. Nhưng ta cùng đệ tử của hắn Sử Nguyên là bạn tri kỷ, hai người thường xuyên thảo luận thuật luyện chi đạo, vì lẽ đó cũng coi như là nửa cái đệ tử của cổ đại sư. Hắn ngờ vực quan sát bốn người. Các ngươi cũng có thể nhận thức Cổ Vinh đại sư. Ngô Quang ở một bên từ lâu đã thiếu kiên nhẫn. Trọng thái, cùng đám quê mùa này nói những chuyện kia làm gì? Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Bao nhiêu tiền chuyển nhượng Cổ Lan Diệp cùng cô nàng này, mau mau nói. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, một đạo sát khí ở trong con ngươi xẹt qua, cười lạnh nói. Tiện nghi, dùng đầu của hai người các ngươi đổi là được. Cái gì, lớn mật. Ngô Quang giận tím mặt. Ngươi không nghe thấy ta là ai sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Phiến hắn, còn có vị đại sư kia đồng thời phiến. Đùng. Cổ Vinh là cái thứ nhất nhảy ra ngoài, một cái tát phiến ở trên mặt Ngô Quang, tiếp theo nhằm về phía trọng thái, cuồng đánh lên. Tu vi của hắn vốn là võ sĩ, đánh trọng thái là thừa sức, nội tâm của hắn đại hận a, dựa vào tên tuổi của mình rêu rao cũng thôi, sao một mực trêu chọc chính là Vân Thiếu. Để cho mình ở trong lòng Vân Thiếu hảo cảm giảm nhiều, nhất thời giận không nhịn nổi. Tỷ đệ Mộng Vũ thì quay về Ngô Quang cuồng đánh không ngớt, hai người đều là võ sĩ, hơn nữa sau khi tu luyện sát khí quyết, trên người mơ hồ mang theo một luồng sát khí cực liệt, khiến người ta không rét mà run. Trưởng quỹ nhìn mà sững sờ, vội vàng chạy tới gào khóc nói. Chư vị, không được đánh, không được đánh a, van cầu chư vị khách quan, tuyệt đối đừng đánh nữa. Nhi tử của thành chủ đại nhân cùng trọng thái đại sư ở trong tiểu điếm của mình bị đánh, trách nhiệm này có thể to lắm. Nếu bốn người này bị chộp tới đại lao còn tốt, nếu như bọn họ đánh xong trực tiếp chạy, vậy mình là triệt để xong đời. Vì lẽ đó đánh vào trên người hai người, lại đau tim trưởng quỹ a. Được rồi, lại đánh sẽ chết người. Lý Vân Tiêu thấy cũng vừa đủ, lúc này mới kêu ngừng. Ba người vẫn binh binh đánh thêm mấy cái, lại phun một ngụm nước bọt. Lúc này mới hả giận theo Lý Vân Tiêu rời đi. Ngô Quang thiếu gia, Ngô Quang thiếu gia, người không sao chứ? Trưởng quỹ bị dọa sợ, vội vàng đi tới nâng người dậy, nhưng mà nhìn thấy hai cái đầu heo, tất cả đều không có hình người, hắn ngơ ngác khóc giống nói. Các ngươi vị nào là Ngô Quang thiếu gia a? Đầu heo bên trái chỉ mình, dùng thanh âm khàn khàn nói. Ta, là ta. Hắn giãy giụa từ trong lòng lấy ra một đạn tín hiệu. Đưa cho trưởng quỹ nói. Cản, mau mau, gửi thư báo. Ta muốn giết bọn họ. Trưởng quỹ run cầm cập cầm lấy đạn tín hiệu, chạy đến ngoài cửa bắn ra, nhất thời một đạo yên hỏa phóng lên trời, ở trên trời nổ bung, dị thường đẹp đẽ. Nhưng trưởng quỹ không có tâm tư xem yên hỏa, chỉ cầu người của phủ thành chủ mau mau lại đây,
chỉ cần bắt bốn người Lý Vân Tiêu, hắn phỏng chừng sẽ không sao. Đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng bước lại, nhìn khói hoa trên trời. Cổ Vinh cũng cau mày nói. Thật giống như là từ tiệm bán thuốc thả ra, phỏng chừng phiền phức đến rồi. Phiền phức? Lý Vân Tiêu nở nụ cười, hắn không phải người yêu thích gây phiền phức, thế nhưng phiền phức tìm hắn, hắn cũng không sợ. Quả nhiên, bốn người còn chưa đi ra khỏi thành, thì có rất nhiều quân đội từ bốn phương tám hướng vào tới, đem bốn người bao quanh vây nhốt. Ngô Quang cùng Trọng Thái tốc độ cũng rất nhanh, dùng băng gạc đem đầu heo bao vây chặt chẽ, chỉ lưu lại hai con ngươi. Dẫn đầu chính là một tướng lĩnh trung niên, mắt sáng như đuốc, uy phong lẫm lẫm, hắn nhìn xuống bốn người một chút, lạnh lùng nói. Từ đâu tới bốn tên tiểu quỷ, gia trưởng của các ngươi đâu? Hắn nhìn lại một chút, tất cả đều là thiếu niên chừng 15 tuổi, chỉ có Cổ Vinh lớn tuổi một chút, chừng 20. Vì lẽ đó hắn nói chuyện cũng là nhằm vào Cổ Vinh mở miệng. Thân là thống lĩnh Phổ Dương thành vệ nhiều năm, nhãn lực của ban binh bạch tự nhiên so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Tuy rằng bốn người này ăn mặc không kém, nhưng vẫn chưa thể vào pháp nhãn của hắn, mấu chốt nhất chính là bốn người đều là võ sĩ, một người trong đó thậm chí còn là bát tinh đỉnh cao võ sĩ. 15 tuổi bát tinh đỉnh cao võ sĩ, điều này có ý vị gì? Chí ít phía sau đám thiếu niên này tất nhiên có bối cảnh không nhỏ. Vì lẽ đó hắn cũng không có lỗ mãng trực tiếp hạ lệnh bắt. Cổ Vinh sững sờ, trên trán lập tức hiện ra một tia hắc tuyến, lạnh giọng nói. Cút! Ngô Quang giận tím mặt. Ban thống lĩnh, phí lời với bọn hắn làm gì, toàn bộ bắt treo lên đánh chết. Nữ nhân kia thì đưa tới trong phòng ta, ta cũng sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Ban binh bạch đầu óc choáng váng, đụng một hoàn khố đại thiếu như thế, hắn thật hận không thể một cái tát đập tới. Trước mặt nhiều người như vậy cũng không biết thu liễm một ít. Nhưng thân là thành chủ vệ đội, hắn cũng thân bất do kỷ, mặt âm trầm nhìn Cổ Vinh nói. Các ngươi biết mình phạm vào tội gì sao? Nếu không gọi gia trưởng của các ngươi lại đây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cổ Vinh xem thường lạnh lùng nói. Các ngươi lại không tránh ra, hậu quả càng nghiêm trọng. Ban binh bạch biết nhiều lời vô ích, vung tay xuống, nhất thời một loạt binh lính rút đao ra thương xuống lại. Chậm đã! Đột nhiên Lý Vân Tiêu kêu lên. Các ngươi muốn nhiều người bắt nạt ít người đúng không? Ngô Quang giữ tợn hét lớn. Chính là bắt nạt các ngươi ít người, làm sao? Không phục ta đánh đến khi các ngươi phục mới thôi. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, trong những vệ đội này cũng không thiếu nhất nguyên cảnh cao thủ, vị thống lĩnh ở trên ngựa kia càng là đại vũ sư. Bản thân hắn tự nhiên không sợ, tới lui tự nhiên ai cũng đừng muốn ngăn cản, nhưng bọn người mộng vũ sẽ thảm. Hắn lẳng lặng nói, các ngươi không phải muốn tìm gia trưởng của chúng ta tới sao, vậy chờ 5 phút. Ban binh bạch vung tay lên, đám thị vệ kia nhất thời ngừng lại, chỉnh tề nghiêm chính trở lấy, hiển nhiên là có huấn luyện. Lý Vân Tiêu từ trong lồng ngực lấy ra một nhánh ám tiễn, trực tiếp bắn vào bầu trời. Nhất thời nổ tung thành 8 chi tiểu tiễn, mang ra khói đặc cùng ánh lửa mãnh liệt, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Xuyên vân tiễn. Ban binh bạch thất thanh kêu lên, con người hầu như lồi đi ra, trên trán hắn bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, khiếp sợ quan sát 4 người. Hắn từng ở trong quân đội, tự nhiên biết lai lịch của xuyên vân tiễn, chính là tín hiệu triệu tập cấp bậc cao nhất của quân đội, mỗi một chi đều là do tinh cương chế tạo, bên trong ẩn chứa một loại vật chất gọi là diễm lân phấn, thời điểm nổ tung có thể bùng nổ ra khói đặc cùng ánh sáng mãnh liệt, xuyên vân tiễn nội hàm 8 chi tiểu tiễn, bắn về 4 phương 8 hướng. Bất luận ở trong hoàn cảnh nào, đều có thể định vị chuẩn xác. Tuy rằng Ngô Quang không biết xuyên vân tiễn, nhưng cũng có chút sửng sốt. Đột nhiên trong mắt hắn lộ ra vẻ đại hỉ. Ban thống lĩnh, giết bọn họ, ám tiễn này ta muốn. Vật này so với tín hiệu cầu cứu trong tay ta còn mạnh hơn nhiều. Ban binh bạch suýt chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống, khuôn mặt màu xanh lục. Mẹ nó, người ta là xuyên vân tiễn mạnh nhất của quân đội, người chỉ là khói hoa, có khả năng so sánh sao? Ngớ ngẩn, lần này gây ra đại họa rồi. Hắn lập tức phán đoán ra thân phận bốn người Lý Vân Tiêu không đơn giản, vội vàng đối với một tên thị vệ nói nhỏ vài câu, sau khi thị vệ kia lĩnh mệnh, liền nhanh chóng hướng về phủ thành chủ chạy như điên. Đột nhiên, từ cửa thành truyền đến tiếng sao động lớn, đại địa cũng rung động lên. Chạy a, chạy mau a. Các ngươi là người nào, dám tự tiện xông vào Phổ Dương thành? Chạy mau, có quân đội công thành. Nhanh,
nhanh đi thông báo thành chủ, thông báo ban thống lĩnh. Xa xa truyền đến sao động, làm cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Ban binh bạch nhìn bốn người Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn hơi hiện lên nụ cười, nhất thời hiểu rõ ra. Trái tim chìm xuống vực sâu, lần này thật xong đời, chọc người không trêu chọc nổi, Ngô Quang ở Phổ Dương Thành làm sằng làm bậy nhiều năm, rốt cục đá vào tấm sắt. Thời gian uống cạn chén trà, hơn 2.000 học sinh quân trên người tỏa ra sát khí nồng nặc, đem hết thảy thị vệ của Phổ Dương Thành bao quanh đến nước chảy không lọt. Ngươi, các ngươi là người nào? Ngô Quang cũng hoảng rồi, hắn tựa hồ hơi chút hiểu ra. Vội vàng đẩy ban binh bạch ở bên người một chút, sợ sệt nói. Ban thống lĩnh, làm sao bây giờ? Ban binh bạch mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, cả người của hắn đều là mồ hôi lạnh tràn trề, thời điểm những người này vây lên, sát khí lăng liệt kia ngay cả đại vũ sư như hắn cũng cảm thấy một trận khiếp đảm, càng làm cho đáy lòng hắn phát lạnh là, có một luồng uy thế như núi cao, trực tiếp đem không gian chung quanh hắn khóa chặt, sát khí trực tiếp rót vào trong cốt tủy của hắn, khiến cho hắn căn bản không dám vọng động. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tùy tiện làm cái động tác, lập tức sẽ chết thảm tại chỗ. Nắm giữ hơn 2.000 võ sĩ, trong đó còn có vũ quân cao thủ, trời ạ! Bốn người này rốt cuộc là ai? Lẽ nào là một vị vương tử? Coi như là vương tử điện hạ, cũng sẽ không có bộ đội kinh khủng như thế a. Hắn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, mồ hôi chảy ra, không dám làm bừa một phân một hào. Tĩnh, hết sức yên tĩnh. Tuy rằng vây quanh mấy ngàn người, nhưng không có một thanh âm nào, có chỉ là gió lạnh phần phật. Ngô Quang thấy ban binh bạch không để ý tới hắn, nhất thời cũng không có chủ ý, tâm hoảng ý loạn lên, đầu heo đánh giá bốn phía, mỗi võ sĩ trên người tản mát ra sát khí, dáng vẻ từng cái đều là túc sát tiêu nhiên, để hắn không rét mà run. Lý Vân Tiêu rốt cục mở miệng. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu chơi. Ngô đầu heo, cứ ra tay đi. Trong nháy mắt Lý Vân Tiêu mở miệng, ban binh bạch nhất thời cảm giác xung quanh mình buông lỏng, uy thế kia biến mất không thấy hình bóng. Nhưng trực giác của hắn lại cảm thấy trong mơ hồ, tựa hồ còn có một luồng thần thức khóa chặt mình, chỉ cần mình không thành thật, sợ là trong nháy mắt sẽ bị giết hết. Cảnh tượng này, Ngô Quang nào dám nói chuyện, đã sớm sợ đến mức nằm sấp trên ngựa, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ban binh bạch chỉ có thể cố gắng ngẩn người, từ trên ngựa nhảy xuống, đã không có loại khí thế cao cao tại thượng lúc trước kia, mà là cẩn thận từng ly từng tí nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này là Phổ Dương Thành, có luật pháp bảo vệ, tại sao các ngươi có thể tùy tiện thuyên chuyển quân đội? Luật pháp? Mộng Bạch nhô con ngươi lên, cười ha ha nói. Thời điểm các ngươi nhiều người theo chúng ta giảng nắm đấm, hiện tại chúng ta nhiều người các ngươi theo chúng ta giảng pháp luật. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ban đầu mấy trăm người các ngươi muốn đánh bốn người chúng ta, hiện tại chúng ta 2.000 người đánh các ngươi mấy trăm người, theo tỷ lệ để tính, vẫn là chúng ta chịu thiệt. Ban thống lĩnh, bắt đầu đi, đừng chậm trễ thời gian. Ta còn rất bận. Ban binh bạch rủ đầu xuống, nào dám nói chữ đánh ra. Không đề cập tới một tên vũ quân cường giả kia liền có thể giết chết toàn bộ người mình. Hơn 2.000 binh sĩ kia từng cái đều là võ sĩ, hơn nữa sát khí giống như ăn thịt người kia, ở đâu là trên người binh lính bình thường có thể có, hiển nhiên là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu mới có thể bồi dưỡng ra được. Cùng quân đội như vậy đánh. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Ngay thời điểm ban binh bạch không biết làm sao, bên ngoài xuất hiện rối loạn tưng bừng, thành chủ đại nhân đến. Ban binh bạch rốt cục thở phào một hơi thật dài, trời sập xuống, cũng có thành chủ đẩy, ngược lại là con trai của hắn gây chuyện, may là mình còn không đắc tội những người này. Ha ha, gặp qua chư vị tướng sĩ, ta là Phổ Dương Thành thành chủ Ngô Liên Thiên. Một nam tử bụng phệ ở dưới vài tên thị vệ vây quanh đi vào. Đang muốn nói mấy câu, nhưng vừa nhìn tràng cảnh, bị vây vào giữa chính là bốn tiểu tử, để hắn sửng sốt, không biết cái nào là chính chủ, không biết nói với người nào mới tốt. Cha, ngươi rốt cục tới rồi. Ngô Quang trực tiếp từ trên ngựa rớt xuống, liên tục lăn lộn chạy đến bên người Ngô Liên Thiên, ôm chặt lấy chân hắn khóc giống lên. Hắn cảm thấy cha đến rồi, hết thảy đều có thể giải quyết. Mình không cần tiếp tục ở lại địa phương quỷ quái này. Như bị một đám quỷ vây quanh, quá đáng sợ. Cha, chính là đám người kia. Hắn chỉ vào mấy người Lý Vân Tiêu nói. Ngươi xem, đem ta đánh thành đầu heo, còn gọi đến nhiều binh lính như thế vây nhốt chúng ta. Cha, ngươi nhất định phải bắt bọn họ,
mạnh mẽ tra tấn. Thành vệ đội bốn phía từng cái mồ hôi lạnh tràn trề, ngay cả trong mắt trọng thái cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tên hoàn khố thiếu gia này cũng quá ngây dại đi, vào lúc này còn thấy không rõ tình thế. Trời à, chúng ta lại theo một thiếu gia ngu ngốc như thế, sau này sao có thể có tiền đồ a? Đánh ngươi cái đầu heo a! Trong lòng Ngô Liên Thiên cũng không biết nên nói gì, vội vàng giả ra vẻ hung ác dáng, đập vào trên đầu Ngô Quang, mạnh mẽ khiển trách. Cả ngày gây chuyện thị phi khắp nơi, sau khi về nhà xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Hắn không biết ai là chính chủ, chỉ có thể quay về bốn người chắp tay nói. Bốn vị, tại hạ là Phổ Dương Thành thành chủ, dạy con vô phương, đắc tội bốn vị, mong chư vị bao dung. Lúc này Lý Vân Tiêu mới lên tiếng. Dễ bàn, chúng ta đều là người biết nói chuyện. Mọi người vây quanh ở đây cũng không tốt ha, không bằng chuyển sang nơi khác nói chuyện. Mấy người Cổ Vinh ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Bây giờ đại quân ở đây, muốn giết muốn chém còn không phải do hắn, còn nói cái giám a. Ngô Liên Thiên sững sờ, không nghĩ tới thiếu niên này mới là chính chủ, xem ra rất dễ nói chuyện, tiểu hài tử mà, cho chút đường ăn liền lừa qua được, hắn mừng lớn nói. Dễ bàn, mời chư vị đến phủ đệ nói chuyện. Rất nhanh, mấy người liền trở thành thượng khách của Phổ Dương Thành phủ thành chủ. Để Ngô Liên Thiên kinh tâm không ngớt, không thể phỏng đoán chính là, hơn 2.000 tên học sinh quân cũng không có thu lại, mà là đem toàn bộ phủ thành chủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lý Vân Tiêu uống trà thơm, cười hì hì nói. Ta cùng Ngô Quang huynh đệ cũng là không đánh nhau thì không quen biết ha. Ngô Liên Thiên vội nói. Đúng, không đánh nhau thì không quen biết, Quang Nhi, còn không mau rót rượu cho vị huynh đệ này. Hiện tại hắn còn không biết thân phận của Lý Vân Tiêu, nên hỏi dò. Xin hỏi quý tính của tiểu huynh đệ, ở trong triều đảm nhận chức trách gì? Lý Vân Tiêu nhìn Ngô Quang vẻ mặt bất mãn, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Họ tên không cần phải nói, chỉ là nghe nói phía trước chiến sự khẩn cấp, vì lẽ đó khí phách hăng hái, muốn mang một đám huynh đệ đi bảo vệ quốc gia. Ngô Liên Thiên sửng sốt một chút, suýt chút nữa bật cười. Chỉ bằng các ngươi những tiểu tử này, cũng muốn ra tiền tuyến. Hắn cũng không biết thực lực của những người này, chỉ là nhìn mặt đều tương đối tuổi trẻ. Nhưng trên mặt vẫn là một luồng nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói. Khá lắm, tiểu huynh đệ quả nhiên hào khí can vân, vì dân vì nước. Quang Nhi, ngươi phải học vị huynh đệ này một ít. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, học tập liền không cần. Vừa vặn đi ngang qua Quý Thành, lại cùng Ngô Quang huynh đệ luận bàn mấy lần, cũng coi như là có chút duyên phận. Đồng thời cũng hiếm thấy thành chủ một mảnh ái quốc chi tâm, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Ngô Liên Thiên sững sờ, thầm nói đề tài chính đến rồi, nghe xem hắn muốn cái gì, vội hỏi. Mời nói, mọi người đều là vì dân vì nước, còn khách khí làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Thành chủ cũng nhìn thấy rồi, chúng ta hơn 2.000 người đều là tay không mà đến, không có một chút chuẩn bị nào. Cho nên muốn cùng thành chủ mượn điểm lương thảo. Mượn lương thảo. Ngô Liên Thiên sững sờ, lập tức trầm tư nói. Bản thành dự trữ lương thảo cũng vô cùng khan hiếm, e sợ khó có thể cho mượn a. Lý Vân Tiêu híp mắt nói. Vậy đưa chút tiền tài đổi vật cũng được, chúng ta đến thành trì khác đi dạo, nhìn có thể thu mua chút lương thảo hay không. Nội tâm Ngô Liên Thiên cười lạnh, cuối cùng cũng coi như nói ra mục đích. Hắn giả vờ khổ sở nói. Tiểu huynh đệ vì bảo vệ quốc gia mà đưa thân ra tiền tuyến. Bốn ta cũng nên đem hết toàn lực trợ giúp, tuy bản thành ở nơi chủ phú, nhưng bổn thành chủ yêu dân như con, thanh liêm chính trực, nên không có tích chữ gì. Như vậy đi, ta sẽ bớt ăn bớt mặc từ trong ngân khố rút ra 10.000 kim tệ trợ giúp mọi người, tiểu huynh đệ thấy như thế nào? Hắn lời này nói đại khí lẫm liệt, hơn nữa theo ý nghĩ của hắn, một đứa bé, có 10.000 kim tệ cũng đầy đủ vui chơi mấy tháng. Chỉ có Ban Binh Bạch ở một bên sắc mặt cười khổ không thôi, cái khác không nói, chỉ là giá cả Xuyên Vân Tiễn, liền mấy vạn kim tệ, lần này thành chủ nghĩ quá đơn giản. Lý Vân Tiêu cười to lên, Cổ Vinh ở bên cạnh cũng đồng thời cười to, hai người cười đến ngã trái ngã phải, để Ngô Liên Thiên nguyên bản tự tin tràn đầy, nội tâm lập tức không yên, có chút cân nhắc bất định. Lý Vân Tiêu cười nói, Ngô thành chủ quá hùng hồn, chúng ta mới hơn 2.000 người. Dùng không được nhiều kim tệ như vậy.
ta để cho mọi người tùy tiện lấy một chút là được. Hắn ở bên tai Cổ Vinh nói nhỏ vài câu, Cổ Vinh liền cười gần nhanh chân đi ra ngoài. Đột nhiên nội tâm của Ngô Liên Thiên có chút hoảng lên, vội hỏi. Tiểu huynh đệ, đây là ý gì? Lý Vân Tiêu cười nhạt, giơ chén trà lên nói. Không có chuyện gì, uống trà, đến, thành chủ còn có ban thống lĩnh, mọi người cùng nhau uống trà. Quả thật là trà ngon a. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ầm ĩ, các loại kêu la, còn có tiếng binh khí đan xen. Rất nhanh liền truyền đến không ít tiếng kêu thảm thiết, nghe mà Ngô Liên Thiên sợ run tim mất mật, hắn vội vàng ra hiệu cho ban binh bạch. Ban binh bạch cười khổ lắc lắc đầu, ở bên tai Ngô Liên Thiên nói nhỏ. Thủ hạ của thiếu niên này, có vũ quân cường giả. Ban binh bạch nói như một đạo sét đánh, đánh vào đầu óc Ngô Liên Thiên, chấn động đến mức ông trực hưởng. Thủ hạ của thiếu niên này dĩ nhiên có vũ quân cường giả. Vũ quân là khái niệm gì? Tại Thiên Thủy Quốc, hết thảy vũ quân cường giả một là nhất phương đại lão, hai là đại tướng trong quân, hoặc là thống lĩnh chân quốc thần vệ, mỗi một cái đều là nhân vật quát tháo phong vân. Ngay cả người đứng đầu một thành như hắn thấy cũng phải cúi đầu. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên sẽ là thủ hạ của thiếu niên này. Ngô Liên Thiên đột nhiên ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, hắn vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, các ngươi như vậy không phải cướp đoạt sao? Cướp đoạt? Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, sắc mặt lập tức kéo xuống, trong con ngươi bắn mạnh ra một luồng sát khí. Nói chuyện phải chịu trách nhiệm, nói lung tung là sẽ gặp người chết. Cả người Ngô Liên Thiên lạnh lẽo, nghe ra âm thanh phá phách cướp bóc ở bên ngoài, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu huynh đệ, quý phủ ta đúng là nghèo rất mùng tơi a, như vậy đi. Ta cho người tập hợp 10 vạn kim tệ cho ngươi. Đùng. Lý Vân Tiêu một trưởng vỗ nát cái bàn, giận dữ nói. Ngô Liên Thiên, ngươi coi ta là người gì? Ta chỉ là muốn tập hợp chút quân phí mà thôi, ngươi liền coi ta thành cướp đoạt. Tốt, đã như vậy, vậy đừng trách ta trở mặt. Hắn lớn tiếng quát. Người đâu? Trần Chân cùng Hàn Bách đã sớm chờ ở bên ngoài trực tiếp vọt vào, không nói lời nào liền trực tiếp đem Ngô Liên Thiên cùng Ngô Quang trói lại. Ngô Quang vừa thấy trận thế này, nhất thời sợ đến gào khóc, Ngô Liên Thiên cũng kinh hãi không ngớt, vội vàng hô. Ban thống lĩnh, ban binh bạch đang muốn động, đột nhiên một luồng sát khí trực tiếp khóa chặt hắn, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Người nào làm loạn, giết không tha. Để ban binh bạch chấn động không ngớt chính là, cỗ cảm giác để hắn khiếp đảm sợ hãi kia, cũng không phải đến từ vũ quân cường giả, mà là của thiếu niên chừng 15 tuổi này. Hắn bản năng cảm thấy nếu mình động một chút, thiếu niên kia sẽ không chút do dự giết chết mình. Thế nhưng hắn chỉ là bát tinh võ sĩ mà thôi. Tại sao có thể có loại trực giác hoang đường này? Rất nhanh phụ tử Ngô Thị bị trói gô lên, ban binh bạch ở một bên nhìn, không dám động đậy chút nào. Không ngừng có học sinh quân chạy vào, đem tài vật siêu tầm đến từng hòm chất đống trên mặt đất, rất nhanh liền chiếm nửa cái phòng lớn. Ngoại trừ lượng lớn kim tệ ngân tệ ra, kỳ chân dị bảo, lượng lớn nguyên thạch cùng đan dược, huyền binh, các loại vật liệu thuật luyện, để Lý Vân Tiêu cũng giật mình không thôi. Hắn cũng không phải chưa từng thấy nhiều vật đáng tiền như vậy, mà là một phủ thành chủ nho nhỏ, tích tụ tài vật, dĩ nhiên so với Lý gia phủ khố của hắn còn nhiều hơn. Hàn Bách cũng giật mình không thôi, sợ hãi nói. Vân Thiếu, một phủ thành chủ nho nhỏ dĩ nhiên có nhiều tài vật như thế, chỉ là kim tệ liền ít nhất hơn 100 triệu. Này phải cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân a? Chúng ta báo lên, hắn liền bị Chu cửu tộc. Báo, tại sao phải báo? Lý Vân Tiêu giả bộ ngu nói. Ngô thành chủ làm quan thanh liêm, cần kiệm liêm chính, yêu dân như con. Các ngươi ai nhìn thấy quý phủ của hắn có tài vật? Không nhìn thấy. Trần Chân vội vàng nói. Ta không nhìn thấy, ngươi nhìn thấy không? Mộng Bạch cũng lắc đầu liên tục nói. Không có a. Trong kho phủ thành chủ đều trống không, không tin các ngươi đi xem. Tin, cái này ta tuyệt đối tin. Trần Chân hớn hở cười to lên. Ngô Liên Thiên bị cột trên không trung, miệng cũng chặn lại, nhưng vẫn cật lực quát. Những đồ vật này ngươi không thể động, bằng không ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Những vật này đều là của đại vương tử, ngươi dám lấy, tất bị Chu diệt cửu tộc. Lúc này Lý Vân Tiêu mới chợt hiểu ra. Há, chẳng trách. Hóa ra là của Tần Dương, kha kha, vậy ta càng không khách khí. Hắn tiện tay hơi điểm nhẹ,
cất đi lượng lớn nguyên thạch cùng vật liệu thuật luyện. Còn lại kim tệ chân bảo, còn có đan dược huyền binh, hắn quay đầu nói với Mộng Vũ. Những thứ này lấy đi phân phát cho mọi người, coi như khen thưởng. Mộng Vũ khiếp sợ không thôi, nhiều vật chất quý giá như vậy, nàng trong ngày thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Rốt cục ở dưới mấy người trợ giúp, toàn bộ nhấc ra bên ngoài, bắt đầu phân phát. Trong đó còn có mấy chuôi là huyền binh cấp 2, lập tức bị mấy người trần chân chia cắt. Này dù sao cũng là tiền của Phi Nghĩa, mọi người không lời gì để nói, dồn dập đem đồ vật còn lại cướp không, không có phân đến huyền binh cùng đan dược, cũng được lượng lớn tiền tài, từng cái phấn chấn không thôi. Mộng Bạch trước tiên liền đoạt hai thanh huyền binh cấp 2 chạy ra, một thanh hổ đầu đao mình dùng, còn thanh trường kiếm màu xanh lục thì cho Mộng Vũ. Trần Chân cùng Hàn Bách cũng một người cầm kiện huyền binh cấp 2, mỗi cái cười không ngậm miệng. Hàn Bách chỉ vào Ngô Thị phụ tử nói. Vân Thiếu, hai người này làm sao bây giờ? Hắn làm cái thủ thế, lãnh đạm nói. Có cần trảm thảo trừ căn hay không? Ngược lại là người của Đại Vương Tử, giết cũng không sao. Lúc này Ngô Liên Thiên mới chính thức sợ sệt, đám người kia rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả Đại Vương Tử cũng không sợ. Hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Tiểu huynh đệ, đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta a. Đồ vật các ngươi đều lấy đi, ta không muốn. Cũng được, thả bọn họ đi. Lý Vân Tiêu hạ lệnh, cầm tài vật mà người ta khổ cực bóc lột nhiều như vậy năm, còn lấy tính mạng của người ta, này không khỏi quá ác đi. Hắn vui cười hớn hở đi tới trước mặt Ngô Liên Thiên, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Cố gắng lên, làm rất tốt, qua mấy năm ta lại tới vấn an ngươi a. Ngô Liên Thiên tức giận đến cả người run rẩy, nhưng giận mà không dám nói, nhìn đám người Lý Vân Tiêu rong chơi mà đi, nhất thời trong đôi mắt phun ra lửa, mặt vặn vẹo dị thường quát. Mau mau viết thư cho Đại Vương Tử, ta nhất định phải để những người này chết, chết, chết. Trời ạ, tài bảo của ta, tài bảo của ta a. Hắn đặt mông ngồi dưới đất gào khóc, cả người tựa như mất hồn. Bị cướp đi của cải, không chỉ phải lập tức vào thủ đô tiến cống cho Đại Vương Tử. Hơn nữa còn có tiền tài mình nhiều năm cướp đoạt tích góp, lần này đúng là nghèo rất mồng tơi. Hơn nữa đến cuối cùng, ngay cả đối phương là người nào cũng không biết. Một gia đình chạy vào, dáng vẻ hết sức khẩn cấp, ở bên tai Ngô Liên Thiên nói nhỏ vài câu. Trong mắt Ngô Liên Thiên sáng ngời, nhất thời như hít thuốc lắc nhảy lên, đột nhiên một phát bắt được gia đình kia lay động mấy lần, mừng lớn nói. Thật sự, ha ha, quá tốt rồi, trời cũng giúp ta, mau mau. Nhanh đem chuyện nơi đây thông báo cho Thương tướng quân, nhanh đi. Nói xong lời cuối cùng, hầu như là gào thét ầm ĩ lên. Gia đình kia vội vàng chạy ra ngoài, trong mắt Ngô Liên Thiên tỏa ra tinh mang, cười to lên. Ha ha, lần này có cứu, chờ xem kịch vui. Phía sau vẻ mặt Ngô Quang cùng ban binh Bạch vô cùng nghi hoặc, không rõ vì sao. Lý Vân Tiêu mang theo hơn 2.000 học sinh quân ở trong thành du lịch một phen. Mỗi học viên đều là nội tâm đắc ý, lập tức liền thành đại phú ông, lần này thu hoạch so với Tần Nguyệt Vương Tử đồng ý trả thù lao còn nhiều hơn. Mỗi cái đều như đại phú ông, ở trong thành điên cuồng mua sắm một phen, lúc này mới ra khỏi thành. Tại chỗ nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện sát khí quyết. Sau khi Lý Vân Tiêu hạ lệnh, đột nhiên vẻ mặt hơi động, hướng Phổ Dương thành nhìn tới, chỉ nhìn thấy một trận bụi mù cuồn cuộn, đại địa chấn động, tựa hồ có lượng lớn quân đội bôn ba đến. Trần Chân cả kinh nói, lão thất phu này, thật không thể tha cho hắn, nhanh như vậy liền triệu tập nhân mã tới đối phó chúng ta. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát lên, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn một người lên trước, lạnh lùng nhìn bụi mù đầy trời kia. Hàn Bách cau mày nói, không đúng, Phổ Dương Thành chỉ có một nhánh thành vệ đội, nhân số chỉ khoảng 5.000 người, hơn nữa cũng không có nhiều chiến mã như vậy. Chỉ bộ đội này đến cùng là lượng lớn chiến mã xông tới, hiện hình chữ nhất tản ra, rất nhanh ở cửa thành tụ tập mấy ngàn thất chiến mã, từng cái uy phong lẫm lẫm, trong tay mỗi người đều là chiến thương của quân đội. Trong cửa thành phía sau còn đang không ngừng tuôn ra nhân mã, toàn bộ Phổ Dương thành đều ở trong tiếng chấn động, tựa hồ liên miên không dứt, không có phần cuối. Hàn Bách hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nói. Vân Thiếu, làm sao bây giờ? Đây tuyệt đối là quân chính quy, ít nhất có hơn mấy chục vạn người. Toàn bộ đội ngũ sắp xếp ra, tối om một mảnh, thật giống như bầy kiến, đảo mắt liền đem đám người Lý Vân Tiêu vây quanh lên,
đầy khắp núi đồi, tất cả đều là đầu người nhốn nháo. Lúc này, một chiếc chiến xa chạy ra, trên chiến xa có một cây đại kỳ, mặt trên thêu một con sư tử màu vàng dương nhanh múa vuốt. Kim sư quân đoàn, Trần Chân thất thanh nói. Bọn họ không phải thất thủ bạch đầu trấn sao? Làm sao còn có thể có nhiều nhân mã như thế? Sắc mặt của Hàn Bách cũng âm lãnh, cười lạnh nói. Không chỉ có nhiều người như vậy, hơn nữa từng cái tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, người xem những chiến mã cùng trang bị này, nơi nào như là dáng vẻ bại trận. Đột nhiên trong lòng Trần Chân giật mình, sợ hãi nói. Chẳng lẽ nói bọn họ không đánh mà chạy? Đang lúc này, trên chiến xa phía trước, một tên đại tướng ngồi ở trên ghế da hổ, bưng chén rượu, lười biếng nói. Các ngươi là người nào, càng dám chạy đến Phổ Dương Thành đánh cướp? Chiến xa này trang sức cực kỳ xa hoa, còn có hai tên mỹ nữ trang phục xinh đẹp rót rượu cho hắn, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Chúng ta là ở tiền tuyến nếm mùi thất bại bỏ chạy, cố ý đến Phổ Dương Thành ra vẻ ta đây. Tên tướng quân kia nắm nát chén rượu trong tay, rượu ngon vẩy ra, hai tên mỹ nữ kinh hãi hoa dung thất sắc, che lại miệng nhỏ. Một luồng sát khí bàng bạc đột nhiên từ trên người hắn tản mát ra, hắn chậm rãi từ ghế ngồi đứng lên, trong mơ hồ dĩ nhiên có một luồng uy thế tản mát ra, hai chữ từ trong miệng nhẹ nhàng bay ra. Tìm chết! Vũ oai trên người đại tướng kia, cùng trận thế của mấy trăm ngàn đại quân liền cùng một chỗ, như quần sơn vần quanh, đem hơn 2.000 người đè ép. Hơn 2.000 người đều là học sinh quân, làm sao gặp trận thế như vậy, nội tâm từng cái đã sớm bồn chồn, trong lòng giống như có gánh nặng, bị ép không thở nổi. Khí tức vũ quân trên người Kế Mông đột nhiên tản ra, tựa hồ ở trước thiên quân vạn mã ngạo nhiên mà đứng, đem hết thảy khí chàng toàn bộ đánh văng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến xa. Vũ quân! Đại tướng kia biến sắc, con ngươi đột nhiên co rút, quát lên. Các ngươi là người nào? Kế Mông cười lạnh. Thương Lập Quần, có khỏe hay không? Quý nhân hay quên a, người không nhận ra ta sao? Thương Lập Quần cau mày suy tư, đột nhiên hai mắt sáng ngời, giật mình nói. Ngươi là Kế Mông, ngươi cũng lên cấp vũ quân. Nội tâm hắn giật mình không thôi, một năm trước thời điểm về kinh, hắn nhớ Kế Mông chỉ là đại vũ sư cấp 6 mà thôi, bây giờ lại cùng hắn như thế, bước vào tứ tượng cảnh giới. Kế Mông gật đầu nói. May mắn, Thương tướng quân đây là như thế nào? Thương Lập Quần lạnh rên một tiếng, khiển trách nói. Nếu đều làm việc cho đại vương tử, vì sao ngươi cướp sạch Phổ Dương Thành, khó làm Ngô Liên Thiên? Kế Mông cười nhạt, đi tới phía sau Lý Vân Tiêu đứng thẳng nói. Ta đã không phải người của đại vương tử, ta bây giờ toàn tâm toàn ý đi theo Vân Thiếu. Việc của đại vương tử không có quan hệ gì với ta. Cái gì? Thương Lập Quần khiếp sợ. Hắn nguyên tưởng rằng đầu mục của những người này khẳng định là Kế Mông, không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là một thiếu niên mới là võ sĩ, nhất thời sắc mặt trầm xuống, quát lên. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì phải khách khí. Tiểu tử này là người nào? Lý Vân Tiêu lấy ra một mặt lệnh bài, cao giọng quát lên. Đông Trinh đại quân hậu cần tổng tham mưu, lần này đi Phổ Dương Thành chính là vì giải quyết việc thiếu lương thảo. Ngô Liên Thiên thành chủ đem ra tài dốc túi tiễn đưa. Thực là lập công lớn. Lần này trở lại tất nhiên sẽ bẩm lên bệ hạ, ban xuống trọng thưởng. Thương Lập Quần cả kinh, hắn ngưng mắt nhìn tới, lệnh bài trong tay Lý Vân Tiêu xác thực không giả, nội tâm nhất thời có chút bất ngờ. Mấy ngày trước mới nhận được tin tức, kinh đô điều phối trung ương quân đi về Côn Kim Thành giải vây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ. Trong mắt hắn dần dần lộ ra một tia quái lạ. Đông Trinh đại quân, làm sao chỉ có mấy người các ngươi? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hành trình của đại quân chính là cơ mật tuyệt đối, chúng ta chỉ phụng lệnh đi ra thu thập lương thảo. Ánh mắt của Thương Lập Quần có chút ngờ vực bất định, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trên chiến xa, ở bên tai Thương Lập Quần nói nhỏ mấy câu. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút lại, khuôn mặt người kia thâm độc cùng cười gằn nhìn hắn, chính là Lý Dật. Sau khi Thương Lập Quần nghe xong, trong mắt tuôn ra một tia tinh mang cùng sát khí, cười lạnh nói. Hay cho câu phụng mệnh thu thập lương thảo, dĩ nhiên nói dối quân lệnh, giả công làm tư, cướp đoạt quan chức, tội đáng muôn chết. Người đâu, đem đám người kia toàn bộ bắt lại cho ta, người vi phạm giết không cần luận tội. Vâng, mấy chục vạn đại quân đồng thời lên tiếng, chấn động đến vùng hoang dã sôi trào ba dặm.
hơn 2.000 tên học sinh quân đều biến sắc. Khuôn mặt Lý Dật âm lãnh, môi hơi xúc động, Lý Vân Tiêu xem rõ ràng, chính là xem ngươi lần này chết như thế nào, hắn ngạo nhiên ngẩng đầu lên, hiện ra một tia miệt thị, dùng môi thuận nói. Đã lâu không gặp, lão bát, đứt mất một cánh tay không dễ chịu a. Ha ha, Lý Dật biến sắc, bất kể là lão bát hay cụt tay, đều là nỗi đau của hắn, đột nhiên cái cổ trướng đỏ chót, cả người phát run, sát khí trong đôi mắt đủ để hòa tan người. Giết! Mấy chục vạn đại quân đồng thời quát lên, mấy ngàn kỵ binh phía trước đột nhiên dục ngựa vọt lên, trường thương trực chỉ, quyết chí tiến lên. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, chỉ huy nói. Tất cả mọi người phân tán ra, từng cái giết chết. Hơn 2.000 tên học sinh quân nhất thời bình tĩnh lại, cấp tốc tan tác như chim muông, ở dưới kỵ binh xung phong, còn tụ tập một đoàn, kia hoàn toàn là một con đường chết. Ưu thế của bọn họ là năng lực tác chiến của từng binh sĩ hơn xa đối phương, chỉ cần không cho kỵ binh phát huy ưu thế, liền đủ để thong dong ứng phó. Mấy ngàn kỵ binh lao tới, thật giống như đàn gián nhảy vào trong bầy kiến, tất cả mọi người dồn dập tản ra. Bọn họ thấp nhất cũng là võ sĩ, chính là võ giả chân chính, cùng những binh lính bình thường này có chênh lệch một trời một vực. Một khi tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, nhất thời từng đạo sát khí ngút trời mà lên, các loại ánh sáng thị huyết lấp lóe, hoàn toàn thành một cổ máy giết chóc. A a, trên vùng hoang dã truyền đến từng trận kêu thảm thiết, học viên của Già Lam học viện từng cái thuận buồm xuôi gió, qua lại ở trong chiến mã, nhanh chóng giết chóc lên. Từng đạo huyết quang bắn mạnh ra, rất nhiều kỵ binh bị giết từ trên ngựa ngã xuống. Vẻn vẹn chỉ là thời gian uống nửa chén trà, toàn bộ bị chém giết không còn. Chi! Thương Lập Quần hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác từ trên chiến xa đứng thẳng lên, lúc này hắn mới phát hiện. Hơn 2.000 lính của đối phương, dĩ nhiên tất cả đều là võ sĩ. Loại đội hình mạnh mẽ này, ở trong quân đội Thiên Thủy Quốc là gần như không tồn tại. Tại sao có thể có loại quân đội này? Chuyện gì thế này? Mặc dù hắn có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Võ sĩ coi như mạnh hơn, cũng chỉ là lấy một địch 10, lấy một địch 100, tuyệt đối không thể ở dưới 40 vạn đại quân của mình vây giết thoát đi. Nhưng nếu dựa vào chiến thuật biển người, tổn thất kia cũng quá nặng nề. Hắn lập tức có chút do dự lên. Lý Vân Tiêu vung cánh tay lên, cao giọng quát. Làm tốt lắm. Hiện tại tất cả mọi người vận chuyển sát khí quyết, tạo thành phương trận, từ mặt nam đột phá. Tuân lệnh, mọi người trải qua một phen chém giết, mỗi cái tự tin tăng nhiều. Thêm vào tác dụng của sát khí quyết, trong tròng mắt bắt đầu hiện ra từng tia sát khí cùng thị huyết, phương trận hơn 2.000 người tổ hợp, nhất thời một đạo tử khí hiện lên ở trên không phương trận, bắt đầu ngưng tụ thành hình thái một ngón tay nhàn nhạt. Này, đây là cái gì? Thương Lập Quần trợn to mắt. Cỗ sát khí thấm vào cốt tủy, khiến cho người sởn cả tóc gáy kia, để hắn cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Giờ khắc này ngón tay nhàn nhạt ở trên không phương trận kia, càng khiến cho ngực đau buồn, có cảm giác muốn phun máu. Giết! Ở dưới một tiếng giống to, sĩ khí của hơn 2.000 người tăng cao, từng cái hai mắt đỏ bừng hướng về mặt nam xung kích, rất nhanh liền nhảy vào trong 40 vạn đại quân, chỗ đi qua giống như đậu hũ sụp xuống. Hơn 2.000 tên học sinh tựa hồ chưa từng động thủ, vẻn vẹn chỉ là tử khí, liền đem lượng lớn binh lính nuốt chửng vào, người ngăn cản tan tác tơi bời. Thương Lập Quần đột nhiên giận dữ hét. Ngăn trở, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn trở. Hắn ngơ ngác phát hiện, phương trận hơn 2.000 người này giống như một máy xay thịt, binh lính lọt vào toàn bộ bị cắn giết không còn một mống. Con người của Lý Dật cũng trợn to, thâm độc nói. Lý Vân Tiêu này quả nhiên là yêu nghiệt, không nhanh chóng diệt trừ, tương lai tất thành họa lớn. Phương trận yêu dị này chính là lấy hắn làm chỉ huy, chỉ có diệt hắn, mới có thể loại bỏ phương trận. Thương Lập Quần cũng phát hiện điểm ấy, quát lên. Việc này không nên chậm trễ, ta ngăn cản kế mông. Các ngươi chém giết Lý Vân Tiêu. Hắn nói xong liền phi nhanh ra, cầm một thanh chiến đao hướng kế mông chém tới. Lý Dật thầm chửi một câu cáo già, thân phận của Lý Vân Tiêu Thương Lập Quần cũng biết, tuy đã là trận doanh đối lập, nhưng nếu chết ở trên tay hắn, Lý Thuần Dương cùng Lý Trường Phong còn không lột ra hắn mới lạ. Coi như là đại vương tử cũng chưa chắc giữ được hắn. Hai vị sư huynh, lần này nhất định phải giết người kia. Người này trời sinh chính là khắc tinh của chúng ta, nếu hắn không chết, không chỉ có chúng ta gặp xui xẻo, sợ là đại kế của sư phụ cũng bị hắn làm hư.
không sai, ta cũng thấy người này quá mức yêu dị. Sư đệ nghỉ ngơi đi, hai chúng ta lên là được rồi. Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Nguyên Văn đồng thời xuất hiện ở trên chiến xa, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý giật gật đầu nói. Nguyên bản chỉ cần một vị sư huynh ra tay liền có thể, nhưng người này quá mức yêu dị, vẫn là hai vị sư huynh đồng loạt ra tay, như vậy mới có thể bảo đảm hắn chắc chắn phải chết. Yên tâm đi, chúng ta tiến lên. Hai người mang theo trường binh, bay lên trời, khí thế hùng hổ hướng về Lý Vân Tiêu giết đi. Kế Mông một chiêu kiếm ngăn trở Thương Lập Quần, nhất thời phát hiện hai người Quảng Nguyên Giáp nhằm về phía Lý Vân Tiêu, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trong đôi mắt lộ ra sát ý tàn nhẫn, nhanh vào tới. Nhưng Thương Lập Quần vốn là nhị tinh vũ quân, so với hắn mạnh hơn một bậc, nơi nào sẽ chịu bỏ qua, huy động một thanh chiến đao, ngăn cản hắn gắt gao. Vân Thiếu cẩn thận, hắn không cách nào cứu viện, chỉ có thể lo lắng hô to một tiếng. Lý Vân Tiêu đã sớm phát hiện hai người kia, lớn tiếng quát. Mọi người đồng tâm hướng về mặt nam phóng đi, không cho phân tâm. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm lên, trực tiếp bay lên trời, cũng hướng về mặt nam chạy. Mạnh mẽ chống đỡ hai vị vũ quân, hắn mới không ngu như vậy. Học sinh quân chỉ có thể xông ra chỗ hổng, hướng mặt nam chạy đi, dựa theo thời gian dự tính, rất nhanh đại quân của Trần Đại Sinh liền có thể chạy tới. Đến thời điểm đó chính là thời gian phản kích. Muốn chạy trốn. Quảng Nguyên Giáp cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay mang theo một chuỗi bông tuyết, trực tiếp phá không đâm đi. Hắn chính là vũ quân cường giả hàng thật đúng giá, dưới một thương trực tiếp phá tan không khí, toàn bộ trời cao đều bị đông cứng, hóa thành một đạo băng kiều, hướng về trên người Lý Vân Tiêu hạ xuống. Hừ, muốn giết ta, trước hết giết người mình đi. Hắn bóng người lấp lóe bên dưới, khẽ quát một tiếng, di hình hoán ảnh, nguyệt bộ. Cả người hắn vọt thẳng vào trong đại quân Kim Sư quân đoàn, ở trong đám người hỗn loạn qua lại lấp lóe. Hàn băng chi kiều của Quảng Nguyên Giáp trực tiếp truy kích, nhất thời giết nhầm không ít binh lính của Kim Sư quân đoàn, nhưng hắn nơi nào quản được nhiều như vậy, cười lạnh một tiếng không chút lưu tình chém giết tới. Ngư Nguyên Văn cũng không cam lòng thua thiệt, vùng vẩy chiến kích cũng nhảy vào trong quân đoàn, trắng trợn giết chóc. Bước tiến dưới chân Lý Vân Tiêu thần diệu vô biên, ung dung ở trong đám người lấp lóe, thỉnh thoảng đẩy binh sĩ làm bia đỡ đạn, ném về hai người Quảng Nguyên Giáp, đều không ngoại lệ bị bọn họ trực tiếp chém thành hai đoạn. Nhất thời hết thảy binh sĩ hút vào ngụm khí lạnh, dồn dập né ra, từng cái trợn mắt nhìn. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng giết binh sĩ của ta. Thương Lập Quần ở một bên chiến đấu cũng phát hiện không đúng, trợn mắt giống to lên. Những bộ hạ này đều là theo hắn nhiều năm, trung thành tuyệt đối, mắt thấy từng cái ngã vào trong tay người mình, để hắn muốn rách cả mí mắt. Quảng Nguyên Văn một bên giết một bên giận dữ hét. Đều là tiểu tử này quá giảo hoạt, bắt binh lính của ngươi làm bia đỡ đạn, xem ta chém chết hắn. Hắn dứt tiếng, thương trong tay lại trực tiếp điểm bạo một binh sĩ mà Lý Vân Tiêu vứt tới, ở trên không trung nổ ra một đoàn huyết hoa, lập tức bị đông kết thành băng, rớt xuống đất liền vỡ vụn. Thương Lập Quần giận dữ quát. Lại giết thủ hạ của ta, đừng trách ta không khách khí. Hừ. Ngư Nguyên Văn lạnh rên một tiếng, thoáng thu tay lại, một cước đá bay binh lính mà Lý Vân Tiêu vứt đến. Lý Vân Tiêu ở trong đám người như cá gặp nước, càng trốn càng thích, hết thảy binh lính như tránh ôn dịch tránh né hắn, dồn dập tránh ra. Thêm vào sức xung phong của học sinh quân đoàn, mặt nam rất nhanh bị mở ra một lỗ hổng, tất cả mọi người xông ra ngoài. Lý Giật ở trên chiến xa xem mà gấp, giống to. Giết đồng bạn của hắn, nhìn hắn còn có thể trốn. Quảng Nguyên Giáp vừa nghe, nhất thời ánh mắt ở trong đám người quét tới, sau khi mấy ngàn học sinh quân xông ra chỗ hổng, mất đi người chỉ huy, nhất thời không biết làm sao, giống như chim muông tản ra hướng mặt nam chạy trốn. Sau khi xông ra chỗ hổng, là Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong Đoạn Hậu, trong học sinh quân chỉ có hai người là võ sư cường giả. Vì vậy tự giác gánh vác trách nhiệm càng to lớn hơn. Hừ. Quảng Nguyên Giáp hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Lý Vân Tiêu, một thương liền hướng về hai người đâm thẳng tới. Hai người đang đoạn hậu lập tức cảm thấy một luồng sát khí chí mạng khóa chặt mình, một mùi chết chóc giáng lâm, trong lòng sởn cả tóc gáy. Dù sao thực lực của Bạch Thành Phong càng cao hơn, phản ứng đầu tiên, vội vàng hét lớn một tiếng, sử dụng tới thủ pháp thiên nữ tán hoa. Hơn trăm viên cửu tử liên hoàn phích lịch châu tản ra. Hai tay ầm ầm hợp lại, hai cái bao tay tạo thành một cối xoay khổng lồ,
bay lên không, che ở trước mặt hai người. Ánh sáng hạt gạo, cũng dám tranh quang. Quảng Nguyên Giáp Miệt Thị cười lạnh một tiếng, trường thương bay lên không. Hơn trăm viên cửu tử liên hoàn phích lịch châu kia liên tiếp nổ tung, nhưng không có cách nào ngăn cản thương thế của hắn. Cong! Trường thương đâm vào trên cối xay, nhất thời ầm ầm một tiếng, hai cái bao tay bị nổ nát tản ra bốn phía. Sự uy của mũi thương trực tiếp phá tan không khí, mạnh mẽ đâm vào trên người Bạch Thành Phong, đem lồng ngực hắn đâm thủng. Phốc! Bạch Thành Phong phun ra một ngụm máu, toàn bộ tinh thần trong nháy mắt uể oải xuống. Thành Phong! Lâm Vũ dại ra, cuồng bạo hét lớn một tiếng, đột nhiên ôm lấy Bạch Thành Phong, chỉ thấy con ngươi của hắn bắt đầu tan rã. Run rế, chết! Quảng Nguyên Giáp thấy một thương của mình dĩ nhiên không thể thuấn sát một tên võ sư, cảm thấy giận dữ không ngớt, lần thứ hai giơ thương điểm đến. Lâm Vũ, cẩn thận! Ở phía xa một âm thanh diễm lệ vang lên, La Lan đoá sợ đến hoa dung thất sắc, liều mạng gào lên. Chạy mau, Lâm Vũ chạy mau! Nàng chỉ cảm thấy cả người vô lực, trơ mắt nhìn người mình yêu sắp chết thảm dưới thương của kẻ địch. Cong! Một đạo long ngâm kiếm khí vang lên, Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, Xuân Thủy kiếm bốc lên đạo đạo ánh kiếm, như từng đóa kiếm liên tản ra, hướng về đầu lâu của Quảng Nguyên Giáp quét tới. Thanh Liên kiếm ca. Quảng Nguyên Giáp từ bản năng thấy lạnh cả người, hắn cũng không hiểu vì sao một tên bát tinh võ sĩ dĩ nhiên sẽ làm đáy lòng hắn phát lạnh, nhưng này là trực giác xuất từ bản năng võ giả, quyết không thể sai. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, không lo giết Lâm Vũ, vội vàng rút trường thương về. Thả người quét ngang, tiêu diệt từng đóa kiếm liên. Ở phía xa La Lan đóa mới nới lỏng một chút, cả người có một loại cảm giác hư thoát vô lực. Nhìn bóng người thân ở trong kiếm liên, nội tâm dị thường phức tạp. Mang theo Bạch Thành Phong lui ra, tìm Cổ Vinh trị liệu. Lý Vân Tiêu bỏ lại câu nói này, cả người nhất thời bị hàn băng chi thương của Quảng Nguyên Giáp bọc lại, từng bước nguy hiểm. Lâm Vũ bì phẫn không thôi, biết mình lưu lại cũng là phiền toái. Hắn không cam lòng mạnh mẽ đập xuống đất một quyền, chấn động lên một đống bụi bặm. Lập tức ôm lấy Bạch Thành Phong, theo học sinh quân thối lui. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Quảng Nguyên Giáp cùng Lý Vân Tiêu, Thương Lập Quần cùng Kế Mông. 40 vạn đại quân không thể phong tỏa ngăn cản 2.000 học sinh quân, hiện tại coi như trùng kích tới cũng uổng công vô ích. Kế Mông vừa thấy Lý Vân Tiêu bị vây, nhất thời nội tâm sốt sắng, liều mạng tấn công không ngớt. Kiếm pháp của hắn phiêu giật linh xảo, chỗ đi qua từng đóa hoa đào nở rộ, làm cho người ta có một loại cảm giác xa hoa. Thương Lập Quần bị đánh dị thường một ngạt cùng phiền muộn. Nguyên bản cảnh giới của mình cao hơn hắn một tinh, cho rằng có thể ung dung áp chế, thậm chí đánh giết đối phương cũng có thể. Ai nghĩ đến dĩ nhiên có cảm giác dần dần không chống đỡ nổi. Tiểu tử, có gan chớ né, là nam nhân liền ăn ta một thương. Bên kia Quảng Nguyên Giáp cũng dị thường phiền muộn. Tuy rằng thương pháp của hắn càng lúc càng nhanh, làm Lý Vân Tiêu dị thường nguy hiểm, nhưng mỗi một lần đều ở trong nguy hiểm nhất nhẹ nhàng tránh thoát. Nhìn như mỗi một lần đều là vận may, nhưng số lần nhiều, giờ mới hiểu được là thực lực. Ngươi còn muốn mặt sao? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Phú quân đối phó võ sĩ, còn không cho ta trốn. Mặt ngươi so với tường thành còn dày hơn. Quảng Nguyên Giáp giận dữ, thương thế càng ngày càng mãnh. Nhưng vẫn như cũ mỗi lần đều bị hắn né qua. Kỳ thực Lý Vân Tiêu cũng là nội tâm phát khổ, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, hắn đã đem thân pháp di hình hoán ảnh triển khai đến cực hạn, nếu như lại rằng con nữa, mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đối phương là vũ quân, lại có hàn băng chân khí, căn bản không phải mình có thể chống đỡ, nếu chúng chiêu, kia là chắc chắn phải chết. Xa xa đám người hàn bách từng cái trái tim ầm ầm nhảy lên. Bị Lý Vân Tiêu biểu diễn mạo hiểm sợ đến sắp không xong rồi. Trần Chân nổi giận hét lớn. Tất cả mọi người đồng thời giết tới, cứu Vân Thiếu. Đừng quên là ai dạy các ngươi võ kỹ, ai có lợi liền chia sẻ cho các ngươi, ai ở thời điểm nguy hiểm nhất đoạn hậu cho các ngươi. Nếu như còn là một nam nhân, hãy cùng ta xông lên. Nữ nhân có thể lưu lại. Lâm Vũ càng là một mặt bi phẫn, sơ trường thương quát. Xông A. Lưu lại đều là loại nhát gan, sau đó cũng đừng đến học viện lăn lộn, ngày hôm nay nếu lão tử không chết, gặp một lần, đánh chết mới thôi. Hắn hoành nâng trường thương, xung phong liều chết tới trước tiên. Học viên còn lại từng cái bị kích phát tự tôn, loại cảm giác giết chóc trong ảo cảnh kia trong nháy mắt xông lên đầu.
từng cái trợn tròn đôi mắt, hai mắt đỏ ngầu, rất nhanh phía trên liền tụ tập lên tử khí, so với lúc trước xông ra trùng vây còn muốn rõ ràng hơn nhiều lắm. Giết, xông a. Giết chết đám vương bát đản này, người chặn ta chết. Lão tử liều mạng với các ngươi, ngày hôm nay giết 10.000 người chịu tội thay. Hơn 2.000 học viên nhất thời ầm ầm phóng trở về, tất cả đều là vẻ kiên quyết, không chết không thôi. 40.000 đại quân kia từng cái xem mà cả người phát lạnh, loại sát khí làm người nghẹt thở kia, so với bọn họ ở Bạch Đầu Trấn, Đại Mãng Sơn nhìn thấy yêu thú còn muốn làm người khủng bố phát lạnh. Tất cả mọi người đều theo bản năng lùi về sau. Thương Lập Quần cũng rất sốt ruột, đấu pháp của Kế Mông hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, nhìn như phiêu giật linh động, kỳ thực điên cuồng đến cực điểm. Mỗi một chiêu nếu ngươi không phòng thủ, chính là lưỡng bại câu thương. Hắn có thể lên đến vũ quân, đồng thời có địa vị hôm nay, làm sao có khả năng cam lòng nắm tính mạng của mình đi mạo hiểm, vì lẽ đó khắp nơi bị động. Giờ khắc này vừa thấy hơn 2.000 tên học sinh quân xung kích tới. Loại khí thế thể không quay đầu, quyết chí tiến lên kia, càng làm hắn kinh hãi không thôi. Không thể buông tha dũng giả thắng, hắn vừa nhụt chí, nhất thời bắt đầu lạc xuống hạ phong. Ngư sư huynh, còn chờ cái gì, nhanh trợ Nguyên Giáp sư huynh giết tặc tử này. Ở phía xa Lý Giật càng ngày càng cảm thấy không đúng, không chỉ có sát thần nhất chỉ kia quỷ dị, càng để trong lòng hắn cáu kỉnh bất an chính là, ở phía xa, địa phương trong tầm mắt, bắt đầu có bụi bặm lăn lộn. Thật giống như có đại quân ép gần. Ngư Nguyên Văn cũng mơ hồ cảm thấy nguy cơ, không kịp nhớ mặt mũi, chiến kích trong tay vù một tiếng, hào quang chói lọi lên, vọt thẳng về phía Lý Vân Tiêu, vẽ ra từng đạo hàn khí, hướng về trên đầu hắn chụp xuống. Cổ Vinh ở phía xa chữa thương cho Bạch Thành Phong, thần thức của hắn vượt xa người thường, cũng phát hiện đại quân của Trần Đại Sinh đã đến phụ cận, nhất thời phát điên hét lớn. Mọi người giết a, viện quân đến rồi. 40.000 đại quân đến rồi. Giết sạch những khốn kiếp này. Lời nói của hắn nhất thời cho học sinh quân cổ vũ to lớn, từng cái giống to xông tới chỗ Ngư Nguyên Văn. Người của Kim Sư quân đoàn đã sớm lùi về phía sau, từng cái không dám lên trước. Ngư Nguyên Văn đang muốn lấy tính mạng của Lý Vân Tiêu, đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng cực kỳ không khỏe bao phủ ở trên bầu trời của hắn. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy trên bầu trời của học sinh quân hiện ra một ngón tay màu đen, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên dựng đứng lên, đầu ngón tay thật dài hướng xuống dưới, đang hướng về trên người mình điểm lại. Ngoá, này là món đồ gì? Hắn rất là kinh hãi, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần, một loại cảm giác tử vong xông lên đầu. Hắn không lo giết Lý Vân Tiêu, trực tiếp thu lại chiến kích, toàn lực hướng đầu ngón tay kia đánh tới. Hí! Lực lượng của Ngư Nguyên Văn đánh vào đầu ngón tay này, lập tức bị mạnh mẽ đè ép xuống, thật giống như một quả bóng cao su to lớn phồng lên, trong lúc bất chợt bị đánh ra cái động, không khí bên trong đổ ra. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng, trực tiếp phá tan hết thảy phòng ngự của mình, ầm ầm bắn trúng thân thể. Ầm! Một tiếng nổ vang, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, sát thần nhất chỉ kia hạ xuống, Ngư Nguyên Văn bị nổ thành thịt nát, tung tóe khắp nơi. Chi! 40.000 đại quân tập thể hít vào ngụm khí lạnh, liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả hơn 2.000 tên học sinh quân cũng triệt để dại ra, sau khi sát thần nhất chỉ này giết chết Ngư Nguyên Văn, liền đột nhiên tiêu tan không còn. Tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể bị rút hết sạch, thật giống như toàn bộ tinh khí thần bị hấp thu. Không chỉ có hai mắt đỏ ngầu khôi phục lại, hơn nữa khí lực toàn thân cũng tiêu tan không còn. Các ngươi mau lui xuống, đừng lo cho ta. Lý Vân Tiêu lướt qua nguy cơ, liền vội kêu to lên. Hắn rõ ràng trạng thái của học sinh quân giờ khắc này, sát thần nhất chỉ lấy sạch toàn bộ sát khí cùng nguyên khí của bọn họ, lúc này mới có thể dễ dàng giết chết một tên vũ quân. Nếu giờ khắc này Kim Sư quân đoàn phát động công kích, tuyệt đối sẽ bị xóa bỏ. May là lúc trước 40.000 đại quân đã bị giết sợ run tim mất mật, giờ khắc này thấy một tên vũ quân cường giả bị đồ vật không hiểu ra sao giết chết. Càng là sợ đến từng cái xanh cả mặt, nơi nào còn có dũng khí xông lên. Lý Giật hoàn toàn không thể tin được tất cả nhìn thấy trước mắt, vũ quân cấp, liền hoang đường chết đi như thế. Hắn lau mắt, nhất thời phát điên lên, cả người như điên rút ra một thanh bảo kiếm vọt tới, mất đi lý trí điên cuồng hét lên nói. Súc sinh, ngươi tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này trong hai quân tất cả đều ngây ngốc nhìn mấy người chém giết. Lý Giật vốn là đại vũ sư,
tuy rằng gãy một cánh tay, nhưng thực lực vẫn còn ở đó. Thêm vào hiện tại triệt để điên cuồng mất đi lý trí, uy lực càng là tăng mạnh, dưới một chiêu kiếm, liền để Lý Vân Tiêu không thể tránh khỏi. Toàn bộ dừng tay cho ta. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, sóng âm đâm màng tay người, ở trong hoang dã điên cuồng truyền ra. Tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Đây là... Lý Giật điên cuồng nhất thời bị tiếng gầm lên giận dữ này làm thức tỉnh, thất thanh nói. Tiêu Khinh Vương, không được, sư huynh mau mau giết người này. Nội tâm hắn vạn phần bi phẫn, Lý Vân Tiêu thật giống như trời sinh là khắc tinh của hắn, mỗi một lần giao chiến, mình liền bị trà đạp thương tích đầy mình. Lần này ở dưới tình huống tất thắng, lại vẫn chết một vị sư huynh, giờ khắc này hắn bất luận làm sao cũng phải giết Lý Vân Tiêu, bằng không tâm tình của hắn sẽ bị đè lên. Ngày sau ở trên võ đạo, cũng khó mà đột phá. Lần này xem ngươi trốn làm sao. Hai mắt Lý Giật dữ tợn, ở dưới hai người liên thủ lại, Lý Vân Tiêu rốt cục không chống đỡ nổi, trên người bắt đầu bị từng đạo hàn băng khí bắn trúng, tuy rằng đều tách ra chỗ yếu, nhưng càng ngày càng nhiều. Xa xa mấy đạo nhân ảnh hướng bên này điên cuồng chạy tới, từ tốc độ kia đến xem, tuyệt đối là cường giả không thể nghi ngờ. Lần này ai cũng cứu không được ngươi. Lý Giật một cước đá vào trên người Lý Vân Tiêu, trực tiếp đem hắn đá bay đến giữa không trung. Hai người phía dưới đều là một mặt dữ tợn, hai đạo hàn băng chân khí trực tiếp từ mặt đất phụt lên, như cầu vồng sau mưa, từ trên đại địa đâm tới không trung. Lý Vân Tiêu vết thương chằng chịt, đột nhiên hắn mạnh mẽ hít một hơi, thân thể mở ra, hình thành một dáng dấp đại tự, một luồng sức mạnh từ lòng bàn tay, gan bàn chân tản mát ra, dĩ nhiên đem thân thể hắn vững chắc trên không trung. Không có rớt xuống. Hàn băng khí đánh không, Lý Giật cùng Quảng Nguyên Giáp đều ngơ ngác, con người mở lớn. Xa xa có ba người chạy như điên tới, chính là Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh. Tuy rằng bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trước tàn sát tất cả đều ánh vào trong mắt mấy người. Đặc biệt là sát thần nhất chỉ, trực tiếp giết chết Ngư Nguyên Văn, để nội tâm mấy người đều chấn động dữ dội. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu ở vào nguy cơ. Càng làm cho ba người vạn phần lo lắng, sử dụng toàn bộ sức mạnh lao nhanh. Trần Đại Sinh càng là một mặt âm trầm cùng bi phẫn, rất xa liền điên cuồng hét lên nói. Súc sinh, nếu Lý Vân Tiêu tổn thương nửa cọng tóc gáy, ta muốn toàn bộ các ngươi chôn cùng. Lý Vân Tiêu là độc tôn của đại ca, hơn nữa đối với mình có ân tái tạo, nếu hắn ngã xuống, mình làm sao còn mặt mũi trở lại bàn giao với đại ca. Sợ là phải đương trường tự vẫn tả tội. Lạc Vân Thường cũng kinh hoàng, đau đớn khó chịu giống như người yêu sắp rời mình đi. Chỉ có Tiêu Khinh Vương sắc mặt bình tĩnh nhất, nhưng trong tròng mắt cũng là sát khí không che giấu chút nào. Lý Vân Tiêu lẳng lặng nổi giữa không trung, nhưng lực lượng hao tổn quá lớn, vẫn chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cứu binh phương xa, cay đắng nói. Không kịp. Bọt khí kia nổ tung, hắn thu lại tứ chi, trong tay có thêm 10 cây ngân châm. Đột nhiên hướng quanh thân mình đâm tới. Đây là... Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Kế Mông cùng Thương Lập Quần cũng ngừng lại, hai người lẫn nhau cảnh giác liếc mắt nhìn, tất cả đều đem thần thức quan tâm đến bên Lý Vân Tiêu kia. Theo ngũ thải thần châm sen vào trong cơ thể, trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu tỏa ra khí tức kinh người, không ngừng kéo lên. Tuy rằng bọt khí bị phá, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, thật giống như chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt. Chậm rãi hạ xuống. Rơi ạ, này cũng không giết chết ngươi. Lý Giật hầu như là gào thét ầm ĩ lên, hắn cảm thấy mình muốn điên rồi. Trong con người hắn lướt qua một tia kiên quyết, từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược màu vàng, trực tiếp thả vào trong miệng. Quảng Nguyên Giáp kinh hãi, thất thanh nói. Sư đệ ngươi. Khuôn mặt Lý Giật dữ tợn, bắt đầu kịch liệt thở dốc, bắp thịt cả người đột nhiên từng tấc phồng lên, thần xác vô cùng thống khổ. Hắn gào thét nói. Hôm nay nếu không giết chết hắn, ta làm sao cam tâm? Hống! Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể từ mặt đất phụt lên, đột nhiên dâng cao vài thước, cả người hiện ra màu đen, hoàn toàn thay đổi bộ mặt, như một con sơn viên to lớn. Này, chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, Lý Giật là viên hầu. Này không khỏi quá hoang đường đi. Ở phía xa chạy tới mấy người cũng rất khiếp sợ. Càng làm trong lòng bọn họ cảm giác nặng nề, trên người sơn viên kia bùng lên sức mạnh, dĩ nhiên có thể so với Vũ Vương.
Hóa yêu đan, dĩ nhiên là hóa yêu đan. Lạc Vân Thường lập tức hiểu rõ ra, nàng sinh ra ở Thần Tiêu Cung, sư phụ đã từng cùng các nàng giảng qua việc trong thiên hạ. Hóa yêu đan chính là một loại đan dược cực kỳ đặc thù, cần dùng tinh huyết cùng tinh hồn của yêu thú luyện chế thành. Người bình thường sau khi ăn vào, lập tức sẽ phát sinh hiệu quả yêu hóa, đồng thời cũng trong khoảng thời gian ngắn sẽ có sức mạnh của yêu thú. Thế nhưng loại đan dược này tác dụng phụ rất lớn, đặc biệt là hóa yêu đan vượt qua cảnh giới của mình, không cẩn thận có khả năng bạo thể mà chết. Bình thường người nắm giữ hóa yêu đan, đều sẽ cố gắng để thân thể mạnh mẽ, để mình có thể chịu đựng sức mạnh càng to lớn hơn. Tương truyền có người ở thời gian chiến đấu dùng hóa yêu đan của yêu thú cấp 9, trực tiếp vượt qua hai đại cảnh giới, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới cửu thiên cảnh vũ đế. Ha ha, sức mạnh, ta cảm giác được lực lượng thật lớn. Lý Vân Tiêu, người ta trong lúc đó, rốt cục có thể chấm dứt. Sơn viên Lý Giật cười gần hét lớn một tiếng, một cái tát mạnh mẽ vỗ tới Lý Vân Tiêu. Một đóa mây đen ở trên trời lướt qua, già vân tế nhật. Trong lòng tất cả mọi người dâng lên một tầng bóng tối, ngơ ngác nhìn nhau. Một đòn toàn lực của Vũ Vương cảnh giới, dưới trưởng phong này, dĩ nhiên đem không khí áp xúc đến vang vọng, đâm vào màng tai tất cả mọi người. Là nên chấm dứt. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, thản nhiên nói. Ánh mắt kia như vạn cổ tới nay vẫn ngật đứng ở đó, bình tĩnh giống như đại dương, thâm thúy như bầu trời, đủ để bao dung vạn vật. Trên thân thể của hắn đột nhiên hiện ra ánh sáng bốn màu, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, thanh, hồng, bạch, hắc, bốn màu nguyên khí đột nhiên hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, rực rỡ lóa mắt, lực lượng của không gian bốn phía phảng phất vào lúc này bị hắn lấy không. Đây là, tứ tượng nguyên tố, làm sao có khả năng? Xa xa Thương Lập Quần giật nảy cả mình, khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm, này rõ ràng chỉ có tứ tượng cảnh vũ quân cường giả mới có thể có được lực lượng tứ tượng A. Hơn nữa lực lượng nguyên tố màu sắc tươi đẹp như vậy, quen thuộc chảy xuôi ở trong tay Lý Vân Tiêu như vậy, thật giống như nước sông trở về biển lớn, dĩ nhiên có một loại cảm giác hoan hô nhảy nhót, loại lĩnh ngộ đối với lực lượng tứ tượng này, trên hắn rất xa. Hắn cũng bắt đầu phát hiện thiếu niên này quá mức quỷ dị, nội tâm mơ hồ sinh ra lòng sợ hãi, nếu hôm nay không thể giết chết người này, tương lai tất nhiên di họa vô cùng. Ngay thời điểm hắn nổi lên sát tâm, đột nhiên cảm thấy gió lạnh phất qua. Một luồng cảm giác mát mẻ thẳng vào đáy lòng, thân thể không nhịn được run lập cập. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Thương Lập Quần cảm thấy không đúng, giật mình nói. Tại sao có thể có gió nổi lên? Coi như là nổi gió, hắn là tứ tượng cảnh vũ quân cũng không thể cảm thấy rét run a. Trên hoang dã, đột nhiên gió to nổi lên, trên bầu trời đám mây phun trào, có một loại cảm giác phong vân biến ảo. Mấy trăm ngàn đại quân dồn dập ngẩng đầu nhìn sắc trời. Là sức mạnh gì, dĩ nhiên xúc động đến thiên địa dị tượng. Chuyện này, đây là... Lạc Vân Thường đột nhiên dừng bước, ngơ ngác hướng về xa xa nhìn tới, ở dưới tầng mây biến hóa, một bóng người cao ngạo tuyệt thế chìm nổi ở trong trời đất. Trong lòng nàng giật mình, một loại rung động đến từ linh hồn phun trào. Toàn thân giống như bị điện lưu xuyên qua, đột nhiên nàng cảm thấy muốn khóc, hai hàng thanh lệ không tự chủ được chảy xuống, bóng người cô lập kia... Trong nháy mắt cùng vị đại nhân 15 năm trước bước trên mây mà đến kia, hoàn toàn dung hợp vào nhau. Đại phong khởi hề vân phi dương. Thiên địa khởi phong vân ta trưởng khống. Thân thể Lý Vân Tiêu chậm rãi bay lên, không chỉ là phong vân quấn quanh, còn có ánh sáng bốn màu ở quanh thân lấp lóe, rực rỡ đến cực điểm, giống như một phương thần chủ giáng lâm. Trong hai mắt hắn dĩ nhiên thâm thúy như thương khung, để người không thể thấy rõ dung nhan. Hai tay nhẹ nhàng ngắt cái linh quyết, nhất thời một luồng lực lượng bàng bạc từ bốn phía phun trào đến, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, trên tay phải ngưng tụ sức mạnh của một vùng thế giới, bỗng nhiên đập xuống. Mây gió biến ảo, thiên địa đổ nát. Không khí bốn phía vào lúc này tựa hồ thiêu đốt lên, đoàn đoàn hỏa diễm lan tràn, đám mây trên bầu trời đột nhiên co rút lại, toàn bộ hóa thành bóng người vô tận kia. Cả bầu trời phảng phất như hội tụ ở dưới phong vân này, ầm ầm sụp xuống. Mấy chục vạn đại quân, bao quát vài tên vũ quân ở bên trong, tất cả đều có một loại cảm giác bầu trời sụp đổ, đại địa nứt toác. Hống! Sơn viên Lý Giật ở dưới sức mạnh khổng lồ này, trong nháy mắt phát hiện sức mạnh mà mới vừa rồi mình còn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ là nhỏ bé cỡ nào, toàn bộ thân thể của hắn ở dưới trưởng phong kia, lông tơ từng chiếc dựng đứng, da rẻ bắt đầu từng tấc nứt ra, đầy mặt đều là vẻ thống khổ,
không ngừng kêu rên. Ầm, lực lượng tứ tượng ầm ầm rơi rụng, mạnh mẽ oanh sơn viên lý giật ngã xuống đất, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên mặt đất phản chấn ra, ở dưới cường quang chiếu rọi, mọi người khó có thể mở mắt, dồn dập nhắm hai mắt lại. Mà Lý Vân Tiêu ở sau khi một trường nổ ra, cả người bị sức mạnh khổng lồ phản chấn bay ra ngoài. Như khí cầu bị thủng, ở trên không trung không ngừng lăn lộn. Kế Mông trong nháy mắt bóng người lấp lóe, hướng về hắn đuổi theo. Nơi Đại Phong Vân Trưởng đánh xuống, chấn động lên bụi bặm trùng thiên. Trong phạm vi 40, 50 mét, tất cả đều là bụi bặm lăn lộn, mắt không thể thấy. Mấy trăm ngàn đại quân cảm thấy hơi thở một ngạt kia rốt cục tản ra, bầu trời lần thứ hai trời quang mây tạnh. Chỉ là đại địa tựa hồ bị trọng thương, bụi bặm cuồn cuộn, làm mọi người từng cái kịch liệt ho khan. Vân Thiếu, Vân Tiêu, ngươi không sao chứ? Ba người Tiêu Khinh Vương rốt cục chạy tới. Nhìn Lý Vân Tiêu bị Kế Mông ôm lấy, từng cái thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trên mặt ba người đều ngưng tụ kinh hãi hóa không ra, vừa nãy một trưởng kinh thiên động địa kia, là khắc sâu vào trong xương cốt mấy người, sợ là đời này cũng sẽ không quên. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hết sức trắng xám, trên người cắm vào hơn 10 cây ngũ thải thần không châm, tất cả đều đã biến thành màu trắng, có dấu hiệu gãy vỡ, không còn một chút linh khí nào. Hắn nhìn mấy người quan tâm mình. Ánh mắt rơi vào trên người Lạc Vân Thường, cười hắc hắc nói. Vẫn là Lạc lão sư đến ôm ta à, ta nghĩ ta sẽ không có chuyện gì. Lạc Vân Thường mặt đỏ lên, muốn mắng người, đột nhiên trong lòng lại có một loại cảm giác khác thường, làm sao cũng không mắng được, sửng sốt nửa ngày, mới giận dữ nói câu lắm lời. Tiêu Khinh Vương kinh ngạc nhìn Lạc Vân Thường một chút, khóe miệng hiện ra một nụ cười quái dị. Trần Đại Sinh cười to nói. Lúc này còn có thể đùa giỡn nữ lão sư, xem ra tiểu tử ngươi là thật sự không có chuyện gì. Nụ cười trên mặt hắn bắt đầu tản đi, dần dần thay thế bằng một luồng sát ý, quay đầu nhìn Kim Sư Quân Đoàn, một âm thanh phảng phất đến từ U Minh nói. Ngươi không có chuyện gì, hiện tại đến phiên bọn họ có việc. Lý Vân Tiêu một trưởng phong vân, đập ra bụi bặm kéo dài không tiêu tan, đợi lúc bụi bặm tán đi, tất cả mọi người ngơ ngác phát hiện, dĩ nhiên xuất hiện một hố to hơn 10 mét. Mà càng khiến người ta khiếp sợ chính là, trong hầm nằm một bộ thân thể máu thịt be bét, nhưng không phải Lý Giật, mà là Quảng Nguyên Giáp. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng chúng chiêu chính là Đại Tinh Tinh kia, làm sao biến thành một người khác? Đại Tinh Tinh kia đâu? Chẳng lẽ chạy mất? Không thể nào, rõ ràng bị trưởng lực bao phủ, ta nhìn hắn ngã xuống, làm sao có khả năng chạy mất? Mọi người nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, vẫn là khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy hố to cùng Quảng Nguyên Giáp trước mắt, càng là ngạc nhiên, dồn dập nghị luận, tất cả đều là một mặt khó mà tin nổi. Thương Lập Quần cũng khiếp sợ không thôi, hắn cũng không phát hiện Lý Giật chạy thoát như thế nào, vì sao lại biến thành Quảng Nguyên Giáp chết ở trong hầm. Có điều hiện tại hắn quản không được những vấn đề này, vài đạo sát khí trực tiếp khóa chặt, mỗi một người tu vi đều cao hơn hắn. Hắn mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, biết lần này phiền phức lớn rồi. Nhìn khuôn mặt âm lãnh của mấy người Trần Đại Sinh, trái tim không ngừng chìm xuống. 40 vạn trung ương quân dâng trào mà đến, rất nhanh cùng Kim Sư Quân Đoàn đối lập, nhân mã hai phái Dương Cung Bạt Kiếm. Duy nhất không giống chính là trung ương quân khí thế bàng bạc, mà Kim Sư Quân Đoàn trải qua chuyện vừa rồi, từng cái sắc mặt trắng bệch. Sau khi Lý Vân Tiêu dùng mấy viên đan dược, liền để Cổ Vinh nâng đi tới. Giờ khắc này trong cơ thể hắn đã triệt để suy kiệt. Ngũ thải thần không châm đem tiềm năng trong cơ thể hắn phát huy lớn nhất, trực tiếp nắm giữ lực lượng tứ tượng cảnh vũ quân. Hậu quả cũng là dị thường nghiêm trọng, kinh mạch cùng thân thể hầu như bị rút hết sạch, hiện tại chỉ còn dư lại một đường sinh cơ mà thôi. Trần Đại Sinh trầm giọng nói. Vân Tiêu, ngươi nói xử trí người này như thế nào? Thương Lập Quần biến sắc, biết hôm nay sợ là phải bị thiệt thòi, nhưng vẫn mạnh mẽ nói. Ta chính là thống lĩnh Kim Sư Quân Đoàn. Truy tra người cướp đoạt phủ thành chủ của Phổ Dương Thành, các ngươi dựa vào cái gì xử trí ta? Hắn bất chấp tất cả, trước tiên chiếm chữ lý, chiếm lấy đạo nghĩa. Có lý thì dễ nói chuyện, đều là quân đội của Thiên Thủy Quốc, hắn cũng coi như là quân đội đại lão, là một thống lĩnh, đối phương tổng không đến nỗi làm bừa đi. Dựa vào cái gì? Lý Vân Tiêu nở nụ cười. Nói cho hắn biết ta dựa vào cái gì đi. Trong mắt Kế Mông lướt qua một tia sát khí. Địa vị của Lý Vân Tiêu ở trong mắt hắn cực kỳ cao thượng, hắn trong nháy mắt dựng lên, đột nhiên một quyền lâm không nện xuống,
mạnh mẽ hướng về trên mặt Thương Lập Quần đánh tới. Thương Lập Quần biến sắc, đang muốn chống lại, đột nhiên một luồng sát ý vượt xa cảnh giới của hắn khóa chặt, ánh mắt Tiêu Khinh Vương ngưng lại, trong con ngươi hàn băng điểm điểm. Thương Lập Quần sợ đến run cầm cập, nơi nào còn dám nhúc nhích, đàng hoàng nhìn nắm đấm của Kế Mông càng lúc càng lớn. Ầm, trên mặt Thương Lập Quần bị đánh một cái, phun ra ngoài một ngụm máu tươi cùng răng, cả người bị đánh bay ra ngoài, mặt đất xuất hiện một hố sâu tới mấy mét. Dưới chân Kế Mông điểm nhẹ, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên Thương Lập Quần, dùng chân trực tiếp đạp xuống. Ầm, lần này trực tiếp đạp vào lồng ngực hắn, con người của Thương Lập Quần muốn lồi đi ra, nội phủ trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi mang theo mảnh vỡ nội tạng. Ầm 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 ầm. Sau đó là không ngừng quyền đấm cước đá, mỗi một lần đều là chỗ yếu hại, nhưng sức mạnh nắm rất có chừng mực, không đến nỗi để hắn bị vết thương chí mạng, nhưng phải chịu đựng thống khổ to lớn nhất. Đừng, đừng, đừng đánh. Thương Lập Quần thống xin tha, lúc này hắn phát hiện sai rồi, mình nghĩ quá đơn giản, đối phương căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý. Lúc này Lý Vân Tiêu mới lạnh lùng nói. Dừng lại. Hắn châm chọc nói. Lần này biết chúng ta dựa vào cái gì chứ? Biết rồi, biết rồi. Thương Lập Quần kêu rên nói. 40 vạn kim sư quân đoàn, nhìn thống lĩnh vẫn cao cao tại thượng giống như hoàng đế, dĩ nhiên không có cốt khí xin tha như vậy, từng cái kinh sợ đến mức há to mồm, nội tâm sinh ra từng tia bi phẫn cùng khinh bỉ, đấu trí càng thêm không có, từng cái rủ đầu xuống. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Đã lớn như vậy, sống mấy chục tuổi, còn không rõ nắm đấm chính là quyết định đạo lý. Thật không biết ngươi làm sao tu tới vũ quân, hiện tại biết rõ là tốt rồi, có thể chết nhắm mắt. Trong miệng hắn khẽ nói, một luồng hàn ý kéo tới. Giết! Cái gì? Thương Lập Quần nằm ở trên đất cả người chấn động mạnh, không thể tin tưởng thất thanh nói. Giết ta, ngươi muốn giết ta. Hắn tựa hồ khó có thể tin, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác cùng khiếp sợ, cả giận nói. Ta chính là đại thần trong triều, đại tướng trấn thủ một phương, các ngươi dám giết ta, còn có vương pháp hay không? Có ý chỉ của bệ hạ hay không? Lý Vân Tiêu như xem kẻ ngu si, nhìn hắn cười lạnh nói. Suýt chút nữa hại thiếu gia ta mất mạng, chính là tội chết. Vương pháp cùng thánh chỉ, ở trong mắt ta chỉ là chó má, để ngươi chết chính là vương pháp, chính là thánh chỉ. Trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra loại thần thái miệt thị tất cả. Mình phảng phất như là một con run dế, để hắn cảm thấy chỗ dựa cùng tiền vốn lớn nhất, đột nhiên tất cả đều không còn. Thương Lập Quần thật sự sợ, sắc mặt tái nhợt nói. Đừng có giết ta là tứ tượng cảnh vũ quân cường giả, giữ lại ta tác dụng rất lớn. Chỉ cần không giết ta sẽ thề chết không từ cống hiến cho ngươi. Mấy người Trần Đại Sinh cũng lặng lẽ không nói, dù sao đối phương cũng là một vũ quân cường giả. Tại Thiên Thủy Quốc cũng là nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như có thể quay đầu, tuyệt đối là một giúp đỡ lớn. Vũ quân, Lý Vân Tiêu xem thường cười nhạo nói. Ở trong mắt ta, con đường võ đạo, vũ quân ngay cả cửa còn chưa đi vào. Để ngươi chết liền chết, rông dài cái gì? Giết! Con đường võ đạo, vũ quân ngay cả cửa còn chưa đi vào. Tiêu Khinh Vương cùng mấy vũ quân cường giả đều là tâm thần chấn động. Vũ vương có thể khống chế mạch máu một quốc gia, vũ quân chí ít cũng có thể ảnh hưởng một phe thế lực. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, ở trong miệng hắn dĩ nhiên ngay cả cửa còn chưa đi vào. Nhưng mấy người không có phật ý một chút nào, mà là nội tâm mơ hồ sinh ra một loại cảm giác tán đồng. Hí! Phảng phất như tiếng hít thở, cái cổ của Thương Lập Quần bị Kế Mông cắt ra, máu tươi phun trào, như một đóa khói hoa, sau khi nở rộ chính là tử vong. Ầm! Thương Lập Quần! Vị đại lão trong quân, thống lĩnh 40 vạn kim sư quân đoàn, cứ như vậy uất ức chết ở ngoài Phổ Dương Thành. Chuyện tình còn lại, cũng không cần Lý Vân Tiêu bận tâm, hắn bị nâng tiến vào trong chiến xa chủ soái nghỉ ngơi. Trần Đại Sinh đảo qua 40 vạn kim sư quân đoàn, trong con ngươi chợt lóe lên vẻ đại hỉ, khuôn mặt lạnh lẽo quát. Thương Lập Quần lấy quyền mưu tư, cấu kết ngoại địch, tội đáng muôn chết. Hiện đã đền tội, chính là có tội thì phải chịu. Chủ soái đã chết, phó soái ở đâu? Ra khỏi hàng cho ta. Hai tên tướng lĩnh trung niên từ trong đại quân chậm rãi đi ra, sắc mặt hai người âm trầm bất định, tựa hồ đang không ngừng giãy giụa, thời điểm đi qua thi thể của Thương Lập Quần, lúc này mới tựa hồ làm ra quyết định gì đó, nội tâm tầng tầng thở phào nhẹ nhõm.
Kim Sư Quân Đoàn Phó Thống lĩnh Hoàng Hồng Hoa Mãn gặp Trần Đại Soái. Hai người cùng kêu lên, thanh như hồng trung. Trần Đại Sinh ngạc nhiên nhìn Hoàng Hồng một chút. Nhị tinh võ sư, tu vi thấp như vậy dĩ nhiên có thể làm đến phó thống lĩnh, xem ra nếu không có gia thế bối cảnh thâm hậu, chính là túc trí đa mưu. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc, trong các đại lão không có họ Hoàng, xem ra là cái sau không thể nghi ngờ. Nội tâm hắn coi trọng đối với Hoàng Hồng lập tức tăng lên không ít. Hiện tại bọn họ thiếu không phải nhân mã, cũng không phải sức chiến đấu cao cấp. Thiếu chính là một vị quân sư biết rõ tình hình của Bách Chiến Quốc. Tuy rằng bản thân Trần Đại Sinh dùng quân như thần, nhưng bị bệnh nhiều năm, đối với tình huống quân sự hai nước hiện tại cũng không hiểu nhiều lắm. Hoàng Hồng lớn tiếng nói. Trần Đại Soái minh kiến. Nội tâm hắn âm thầm kính phục không thôi, gừng quả nhiên càng già càng cay, mình xác thực là nhân vật quân sư của Kim Sư Quân Đoàn. Có thể nói Kim Sư Quân Đoàn bắt đầu thành lập cho đến bây giờ, hầu như hết thảy đại sự đều là do mình nắm giữ. Mà Hoa Mãn là đại vũ sư, hoàn toàn dựa vào vũ lực thượng vị. Rất tốt. Trần Đại Sinh nhìn hai người, một luồng sát khí lóe ra. Thương Lập Quần cấu kết ngoại địch các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ta hạ lệnh điều động cải biên Kim Sư Quân Đoàn, các ngươi có ý kiến gì không? Hai người đều là tâm thần chấn động, cùng kêu lên nói. Mặc cho đại soái điều khiển, tuyệt không ý kiến. Lòng bàn tay hai người đều hơi chảy ra mồ hôi lạnh, vào lúc này còn có ý kiến, vậy đời này sẽ không bao giờ có bất kỳ ý kiến gì nữa. Thời điểm hai người đi qua thi thể của Thương Lập Quần, cũng đã hạ quyết tâm quy thuận. Được, 40 vạn Kim Sư Quân Đoàn cứ dựa theo biên chế trước kia, hiện tại toàn bộ quy Hoàng Hồng tiếp quản. Trần Đại Sinh lấy ra một mặt lệnh bài, cao giọng quát lên. Hoàng Hồng tiếp lệnh. Tuân lệnh. Hoàng Hồng lớn tiếng quát, tiến lên tiếp nhận lệnh bài, trong mắt là vẻ đại hỉ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ để hắn làm thống lĩnh. Nội tâm đối với đạo dùng người của Trần Đại Sinh cực kỳ kính phục. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Chính là đại tướng chi đạo. Trần Đại Sinh khí tụ đan điền, đột nhiên giống lên. 40 vạn đại quân, không đánh mà chạy, ném mất cứ điểm quân sự, đều là tội chết. Hiện tại cho các ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, trở lại tiền tuyến, bảo vệ quốc gia. Hoàng Hồng đột nhiên cao giọng hô theo. Lấy công chuộc tội, bảo vệ quốc gia. Hết thảy Kim Sư Quân Đoàn từng cái hai mặt nhìn nhau, rất nhanh có không ít người gọi theo, cuối cùng khẩu hiệu chỉnh tề như một, khí chấn trường giã. Lấy công chuộc tội, bảo vệ quốc gia. Lấy công chuộc tội, bảo vệ quốc gia. Thời điểm ở ngoài thành một mảnh hô to, trong Phổ Dương thành. Phủ thành chủ. Ngô Liên Thiên đứng ngồi không yên đi qua đi lại, thỉnh thoảng hai tay nện đến nện đi nói. Ai, ngươi nói Thương tướng quân có thể đoạt về những tài vật kia không? Những tài vật kia là hắn nhọc nhằn khổ sở nhiều năm vơ vét, không giữ thể diện, không để ý liêm sỉ, năm này qua năm khác mới tích góp lên. Ngô Quang nâng đầu heo lên nói. Đương nhiên, Thương tướng quân là thống lĩnh Kim Sư Quân Đoàn, vũ quân đại nhân. Không hỏi ngươi. Ngô Liên Thiên răn dậy một tiếng, con trai của mình là cái mặt hàng gì chính hắn rõ ràng, vì lẽ đó ý kiến của hắn có thể không nhìn. Ban thống lĩnh, ngươi nói xem. Ban Binh Bạch nhìn hai cha con họ, bất đắc dĩ thở dài nói. Đoạt về thì vấn đề không lớn, thế nhưng muốn Thương Lập Quần phun ra toàn bộ là không thể. Ai, ta liền biết sẽ như vậy. Ngô Liên Thiên kêu rên nói. Đoạt về bộ phận dù sao cũng hơn toàn bộ mất đi tốt. Hắn tức giận nói. Tốt nhất đem mấy tiểu tặc kia toàn bộ bắt sống trở về, giao cho ta xử trí. Ta tất nhiên từng tấc xé nát bọn họ. Một binh lính thành vệ đội vội vàng chạy vào báo tin nói. Đại nhân, Kim Sư Quân Đoàn trở về. Ngô Liên Thiên đại hỉ, vội vàng nắm người binh sĩ kia hỏi. Nhìn thấy mấy tiểu tặc kia không? Người binh sĩ kia trợn tròn mắt nghĩ một hồi, nói. Nhìn thấy, thật giống như cũng ở trong đám người. Có điều. Ha ha, quá tốt rồi. Ta phải đem xương của bọn họ từng cây tháo xuống. Ngô Liên Thiên không chờ hắn nói xong, cao hứng nhảy lên, vội vàng đi ra ngoài cửa. Quang Nhi, ban thống lĩnh, theo ta cùng đi nghênh tiếp đại quân. Không cần. Ngoài cửa truyền vào một thanh âm châm chọc, một bao vải bị quẳng xuống đất. Một vật gì đó tròn tròn lăn đi ra, ngừng ở dưới chân Ngô Liên Thiên. Hắn định nhãn nhìn lại, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ,
viên cầu này dĩ nhiên là đầu lâu của Thương Lập Quân. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, đám người Lý Vân Tiêu đang đứng ở cửa thành chủ, lạnh lẽo nhìn hắn. Trái tim của Ngô Liên Thiên đột nhiên chìm xuống. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, chỉ là... Hắn còn chưa nói xong, liền phát hiện thân thể của mình xa cách mình mà đi, toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn, hóa ra là đầu của mình bay lên, cuối cùng rơi xuống đất, cùng đầu lâu của Thương Lập Quần ở sát nhau. Rất nhanh lại có một cái đầu bay ra, cái đầu này lớn hơn rất nhiều, chính là đầu heo của Ngô Quang. Tất cả sự vụ của Phổ Dương Thành, tạm thời do ngươi tới quản đi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn Ban Binh Bạch một chút, liền biến mất ở trước cửa. Sắc mặt Ban Binh Bạch trắng bệch, không dám thở mạnh một hồi. Bên ngoài có mấy đạo khí tức đủ khiến hắn hoảng sợ run rẩy, hắn lẳng lặng đứng ngây ra ở trong phủ thành chủ, ngay cả nhúc nhích một hồi cũng không dám, chỉ nghe bên ngoài có âm thanh đại quân qua thành, chỉnh tề như một, mặt đất rung động. Hành quân hơn một canh giờ, mới nghe được âm thanh đi xa, lúc này Ban Binh Bạch tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn ba cái đầu trên mặt đất, sắc mặt âm tình bất định. Mấy người Trần Đại Sinh có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Lý Vân Tiêu, như liên quan tới sát thần nhất chỉ, liên quan tới Đại Phong Vân Trường. Nhưng Kế Mông cùng Cổ Vinh lại một mặt nghiêm nghị bảo vệ ở bên ngoài chiến xa, bất luận người nào cũng không thể vào quấy rầy. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Trong đại trướng chủ soái của Trần Đại Sinh, mấy người ngồi lại thảo luận. Mỗi một người đều là tinh thần bất định, Trần Đại Sinh đánh vỡ yên tĩnh, hỏi trước. Quá khuếch đại. Tiểu tử này còn có phải là người hay không? Trần Lâm là cái thứ nhất kêu lên, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi nói. Sát khí thai nghén ở trên người 2.000 học sinh quân, ta tòng quân chém giết mấy chục năm, chỉ ở trên người một ít thị huyết cuồng nhân mới thấy, hơn nữa độ nồng nặc lại kém xa, 2.000 người này quả thực chính là sát thần A. Ánh mắt của Trần Đại Sinh ở trên người mấy người đảo qua, mỗi người đều rơi vào trầm tư, từng cái nghi hoặc không ngớt. Chỉ có Lạc Vân Thường ánh mắt hơi chút dại ra, trên mặt hờ hững điềm tĩnh. Trên mặt Trần Đại Sinh cũng có chút nghiêm nghị lên, ánh mắt của hắn tựa hồ hơi bất định, mang theo hồi ức trầm giọng nói. Có một truyền thuyết xa xưa, ở trên chiến trường giết chóc quá mức khốc liệt, sẽ xúc động sát thần lâm thế. Tương truyền sát thần này cả người hắc khí quanh quẩn, vải giáp khắp người, không cách nào nhìn thẳng. Hàn Thiên Phương nói, đại soái, thật có thần linh sao? Người còn lại cũng dồn dập chuyển ánh mắt qua, muốn nghe đến tột cùng. Trên đại lục này, đăng phong tạo cực, bế nghĩa thiên hạ, từ trước đến giờ chỉ có những cửu thiên vũ đế kia. Còn thần linh, thì có nghe nói, nhưng đại thể đều là truyền thuyết. Ánh mắt của Trần Đại Sinh thâm thúy, giải thích. Chuyện thần linh quá mức mờ ảo, cái gọi là sát thần lâm thế, kỳ thực chính là chỉ loại sát khí màu đen kia. Ở trên chiến trường, còn có một cái tên rất cổ xưa. Gọi là Lama Diễn Na, ngụ ý là tất cả sức mạnh của sát lục. Lama Diễn Na, mấy người đều tự lẩm bẩm lên. Trần Đại Sinh xa xôi than thở. Võ đạo vô cùng vô tận, phàm nhân chúng ta làm sao có thể hiểu hết. Loại sát khí này kỳ thực cũng là một loại sức mạnh, nghe đồn có cao thủ chuyên tập đạo này, thời điểm nghênh địch, sát ý giạt rào, không chỉ khiến thực lực mình tăng nhiều, đồng thời cũng có thể suy yếu khí thế của đối thủ. Sắc mặt Hàn Thiên Phương quái lạ lên, cau mày nói. Loại phương pháp tu luyện này vô cùng hiếm thấy, Vân Tiêu là làm sao học được. Hơn nữa bí pháp như vậy, tuyệt đối là bảo vật vô giá, hắn dĩ nhiên truyền cho hơn 2.000 người. Lần công khai này, tuy rằng tăng lên thực lực quân đội, nhưng cũng hết sức đáng tiếc. Mỗi một loại phương pháp tu luyện hoàn toàn là chân bảo, không có võ giả sẽ ngốc đến tùy tiện truyền thụ cho người, đều là mèo khen mèo dài đuôi, lưu cho người mình. Sát khí quyết vừa nhìn chính là phương pháp tu luyện rất cao minh, Hàn Thiên Phương tự nhiên có chút đau lòng. Trong mắt Tiêu Khinh Vương tinh mang điểm điểm, vô cùng khẳng định nói. Phía sau Lý Vân Tiêu này nhất định có cao nhân chỉ điểm. Không nói là Ma Diễn Na, hắn năm nay mới 15 tuổi, đã là thuật luyện sư cấp 2, bát tinh võ sĩ, sức chiến đấu chân thực càng có thể so với đại vũ sư. Nếu nói hắn không có sư phụ, đánh chết ta cũng không tin. Không sai. Trong mắt Trần Đại Sinh sáng ngời, tựa hồ tất cả những thứ này đều giải quyết dễ dàng. Chỉ là không biết cao nhân phía sau hắn là tồn tại cỡ nào, có thể bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc như vậy, tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Kha kha, con đường võ đạo, Vũ Quân ngay cả cửa cũng chưa đi vào. Tiêu Khinh Vương nhớ tới câu nói này,
một loại tâm ý hưu quạnh tự nhiên sinh ra, ngưng tiếng nói. Tu vi người này tất nhiên trên xa chúng ta. Trần Đại Sinh cả kinh nói. Chẳng lẽ là lục hợp cảnh vũ tông cường giả? Tiêu Khinh Vương lặng lẽ không nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Thường, khẽ cười nói. Vân Thường cũng có suy đoán a. Nếu ta không nhìn lầm, võ kỹ mà Lý Vân Tiêu đánh giết Quảng Nguyên Giáp, chính là đại phong vân trưởng của phá quân vũ đế cổ Phi Dương. Lạc Vân Thường tâm thần chấn động, tuy rằng nàng đã sớm rõ Lý Vân Tiêu biết đại phong vân trưởng, nhưng chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Huống hồ 15 năm trước, nàng tận mắt nhìn thấy bóng người tuyệt thế kia từ trên trời giáng xuống, hai người càng là giống nhau như vậy. Tiếng lòng của nàng kích thích, khó mà bình tĩnh. Tiêu Khinh Vương cười ngâm nói. Tương truyền cổ Phi Dương tổng cộng thu 5 tên đệ tử, đại đệ tử Hoa Thiên Thụ ở mấy năm trước lên cấp vũ đế, sống ở Lam Tuyết Thánh Thành. Nhị đệ tử Mạc Tiểu Xuyên, chính là người của Hắc Thiết Thành Mạc Gia, mười mấy năm qua ở trên đại lục không có tin tức. Tam đệ tử Quân Như Vân, nghe nói là phò mã của cổ vũ đế quốc, một trong tam đại siêu cấp đế quốc. Tứ đệ tử Hắc Liên Thiếu Hoàng, ở Dòng Binh Thành cùng Xí Hỏa Dòng Binh đoàn đoàn trưởng tranh cướp vị trí Dòng Binh Chi Vương, vẫn không có kết quả. Ngũ đệ tử Dương Địch, là mọi người quen thuộc nhất. Những năm gần đây, trực tiếp từ thuật luyện sư cấp 3 vào tới vương cấp thuật luyện sư cấp 5, ở Hỏa Ô Đế Quốc có thể nói là thiên tử. Trong đó có một chuyện, chư vị đang ngồi đây đều biết, Thiên Thủy Quốc mất đi cơ hội tốt nhất trở thành đế quốc, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Bây giờ Dương Địch đã sắp bước vào cấp 7 hoàng cấp thuật luyện sư, cũng không biết thật hay giả, nếu là thật, sợ rằng đã đi tới hóa thần hải. Trần Đại Sinh lộ ra một tia say mê, than thở. Những tên này, mỗi một người đều là tồn tại như sấm bên tai, uy chấn một phương. Ngay cả Dương Địch đại nhân thực lực kém cỏi nhất, cũng đã thoát khỏi thế tục ràng buộc, bay lượn ở trên cửu tiêu. Sau khi Trần Lâm nghe xong, cẩn thận phân tích nói. Dương Địch đại nhân là tuyệt đối không thể, lại không nói hắn có tu vi võ đạo lục hợp cảnh hay không. Năm đó việc của Mạc Huyên Nhi, hắn đã thề đời này sẽ không bao giờ bước vào Thiên Thủy Quốc một bước. Ngón trỏ của Hàn Thiên Phương đánh mặt bàn, ngưng tiếng nói. Song Binh Thành ở Khinh Ca Sơn Mạch, chính là một trong những địa phương phức tạp nhất trên đại lục, ở đó thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, Hắc Liên Thiếu Hoàng không thể thoát thân đi tới Thiên Thủy Quốc làm sư phụ của Vân Tiêu. Tiêu Khinh Vương cũng cân nhắc lên. Cổ Vũ Đế Quốc chính là một trong tam đại siêu cấp đế quốc, ở Tây Vực của Thiên Vũ Đại Lục. Nếu Quân Như Vân muốn bồi dưỡng Vân Tiêu, trực tiếp hạ một mệnh lệnh, đừng nói Thiên Thủy Quốc chúng ta, coi như là Hỏa Ô Đế Quốc cũng không dám lên tiếng. Còn Hắc Thiết Thành, cách chúng ta ngàn vạn dặm, trừ khi đạt đến Vũ Đế cảnh giới, có thể phá toái hư không, bằng không cũng sẽ không chạy xa như vậy. Trần Đại Sinh nghe xong mấy người phân tích, cả kinh nói. Nói như vậy, người sau lưng Vân Tiêu vô cùng có khả năng là Vũ Đế Hoa Thiên Thụ. Nói đùa sao? Một vũ đế cường giả. Hắn khó có thể tin tưởng được, mấy người còn lại cũng suy đoán không ngớt, dù sao vũ đế đối với bọn hắn mà nói quá mức xa xôi, cao cao không thể với tới. Tiêu Khinh Vương đột nhiên cười nói. Vân Thường, người cảm thấy thế nào? Đối với cổ Phi Dương hiểu rõ, người ở đây sợ là không người vượt qua ngươi. Trên mặt Lạc Vân Thường hơi đỏ lên, lộ ra vẻ ngại ngùng. Ngày đó ở trên Hoàng Cung Yến Hội, tại chỗ nói ra người bản thân yêu là cổ Phi Dương, hiện tại toàn quốc đều biết. Trần Đại Sinh cũng vội hỏi. Lạc thống lĩnh, ngươi xem cao nhân phía sau Vân Tiêu, là ai có độ khả thi to lớn nhất? Tâm tư của Lạc Vân Thường phảng phất trở về trên hàng tuyết phong cô linh kia, hắn phảng phất như thần linh, coi thường muôn dân, dẫm phong vân mà đến, bên trong đất trời, hết thảy mỹ lệ, đều vẻn vẹn hóa thành một vệt bóng lưng cô tịch của hắn. Lạc Vân Thường không biết nội tâm đang suy nghĩ gì, hai con mắt như sao, khóe miệng dĩ nhiên hiện lên một nụ cười, môi mỏng khẽ nói. Vì sao nhất định phải là năm người này? Mấy người đều sững sờ, Trần Đại Sinh cũng ngạc nhiên nói. Ngoại trừ đệ tử của cổ Phi Dương, còn có người khác biết Đại Phong Vân Trưởng. Đương nhiên, trên mặt Lạc Vân Thường lộ ra một tia kiên quyết, tựa hồ khẳng định cái gì. Tuy rằng ta chưa từng thấy năm vị đại nhân kia, nhưng ta dám khẳng định. Đại phong vân trưởng của Lý Vân Tiêu nhất định không phải học từ năm người này. Con người của Tiêu Khinh Vương thu nhỏ lại, cả kinh nói. Là ai? Trong tròng mắt Lạc Vân Thường đột nhiên có ánh sáng lấp lóe, như tinh nhũ ánh, cuồn cuộn rung động,
nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như gió xuân thổi ra. Đương nhiên, chính là bản thân Cổ Phi Dương đại nhân. Chi? Mấy người trong đại trướng nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, mới vừa rồi còn cảm thấy như gió xuân ấm áp, hiện tại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bức người. Trần Đại Sinh thất thanh nói. Làm sao có thể, Cổ Phi Dương ở 15 năm trước liền ngã xuống tại Thiên Đãng Sơn Mạch, là sự tình mọi người đều biết. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, thời khắc này tựa hồ rất hài lòng, cặp mắt kia như ngôi sao, bóng người tuyệt thế giống như thần linh kia, lần thứ hai nổi lên trong lòng. Lý Vân Tiêu một trưởng phong vân, cùng vị đại nhân ở 15 năm trước kia giống như đúc, không chỉ là khí thế, còn có thần thái. Có thể dạy ra đệ tử như vậy, chỉ có vị đại nhân kia. Quả nhiên, trong đất trời này, tuyệt không ai có thể giết hắn. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhất thời một đường viền mơ hồ ở trong đầu hiện lên. Nàng nghĩ đến tất nhiên là 15 năm trước Cổ Phi Dương bị trọng thương, ngoại giới đều cho rằng hắn đã ngã xuống. Nhưng kỳ thực không phải vậy, hắn trọng thương, chẳng biết vì sao lưu lạc đến Thiên Thủy Quốc, nhờ số trời run rủi liền trở thành sư phụ của Lý Vân Tiêu. Đúng, nhất định là như vậy. Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt, hài lòng cười nói. Nhất định là Cổ Phi Dương đại nhân, ta cảm giác được. Loại thần thái kinh thiên kia, loại khí thế bế nghĩa thiên hạ kia, ngoại trừ bản thân của hắn ra, thiên hạ này còn có ai có thể truyền thụ. Phụ tử Trần Đại Sinh cùng Hàn Thiên Phương đều liều mạng lắc đầu, làm sao cũng không tin. Suy đoán này thực sự quá dọa người, quá khiếp sợ thiên hạ. Tiêu Khinh Vương cũng kinh ngạc đến ngây người nói. Nếu theo ngươi nói, Phá Quân Vũ Đế Cổ Phi Dương không chỉ không chết, trái lại ẩn nấp ở trong Thiên Thủy Quốc. Lạc Vân Thường lộ ra dáng rất say mê, vui vẻ nói. Khẳng định đúng. Trần Đại Sinh khó có thể tiếp thu suy đoán này, cười khổ nói. Con đường võ đạo, Phú Quân chỉ là mới vừa nhập môn mà thôi. Câu nói này nếu là Cổ Phi Dương đại nhân nói, Phú Quân không phải là nhập môn, mà là cứt chó. Sắc mặt của Tiêu Khinh Vương đột nhiên chìm xuống, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì cực kỳ nghiêm trọng, vẻ mặt ở trong đại trướng quét qua, gằng từng chữ nói. Nếu suy đoán này là thật, đồng thời truyền ra ngoài, bị kẻ thù năm đó có thực lực trọng thương Cổ Phi Dương biết, đừng nói Thiên Thủy Quốc chúng ta, coi như là toàn bộ Hỏa Ô Đế Quốc, chỉ sợ cũng sẽ biến thành cho bụi. Tất cả mọi người đều biến sắc, này xác thực là suy đoán dị thường khủng bố. Người có thể trọng thương Cổ Phi Dương, sợ là trong lúc nhấc tay cũng có thể diệt Hỏa Ô Đế Quốc, càng khỏi nói Thiên Thủy Quốc là vương quốc phụ thuộc. Trong đại trướng này hầu như tụ tập 1/3 vũ lực hàng đầu của Thiên Thủy Quốc, sợ còn chưa đủ người ta thổi một hơi. Tiêu Khinh Vương nói, bầu không khí trong đại trướng nhất thời trở nên hết sức một ngạt, người người đều cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, có chút thở không nổi. Trần Đại Sinh biến sắc, trầm giọng nói. Lần này đề tài chấm dứt ở đây, tất cả mọi người đều không được thảo luận, bất luận phía sau Vân Tiêu là người phương nào, chỉ cần không hại hắn, chúng ta liền không cần quan tâm. Huống hồ lấy thực lực của người kia, bận tâm cũng vô dụng. Lạc Vân Thường cũng cảm thấy mình lỡ lời, nội tâm mơ hồ có chút hối hận, ánh mắt cũng lạnh lẽo lên, ở trên người mỗi người điểm qua, lạnh giọng nói. Ta từ thô tục nói trước, mấy vị đang ngồi ở đây, nếu đem việc này truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến vị đại nhân kia an nguy, Lạc Vân Thường ta dù tan xương nát thịt, cũng sẽ giết chết hắn. Nàng đã vạn phần nhận định người sau lưng Lý Vân Tiêu chính là Cổ Phi Dương. Giờ khắc này nội tâm cũng cực kỳ hối hận, tự trách mình sơ ý bất cẩn, loại suy đoán này mình nghĩ tới là được rồi, vì sao phải nói ra? Trần Đại Sinh thận trọng nói. Lạc thống lĩnh yên tâm, ta, Hàn gia cùng Lý gia đều là sinh tử chi giao, so với anh em ruột còn thân hơn. Tiêu Khinh Vương cũng được đại ân của Vân Tiêu, đương nhiên sẽ không tiết lộ phong thanh. Tiêu Khinh Vương nói. Chẳng trách y thuật của hắn cao như thế. Ngay cả hàn khí động lại nhiều năm trên người ta cũng có biện pháp tiêu trừ. Vân Thường ngươi yên tâm đi, nơi này tất cả đều là người mình. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nghĩ tới Cổ Phi Dương chưa chết, nội tâm là bất luận làm sao cũng bình tĩnh không được. Đột nhiên, ngoài trướng có người báo. Đại soái, phía trước sắp đến Thủy Xương Thành, chúng ta là vào thành hay vòng qua? Trần Đại Sinh hơi nhướng mày, ôm hai tay trầm tư nói. Thủy Xương Thành thành chủ Trác Hồng Quang cũng là người của Đại Vương Tử Tần Dương, chúng ta vào thành cũng sẽ không cho sắc mặt tốt gì, miễn tự chuốc nhục nhã, truyền lệnh xuống, trực tiếp đi đường vòng tiến lên.
phía trước cách trăm dặm có một khẩu trấn, đến đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuân lệnh, người kia lĩnh mệnh đang muốn lui ra. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Chậm đã, liền nhìn thấy bóng người Kế Mông đi vào trong soái trướng, hắn ôm quyền nói. Đại soái, Vân Thiếu mới vừa nói, Thủy Xương Thành này chính là người của Đại Vương Tử Tần Dương, hắn muốn cho đại quân dừng lại, để ta mang theo học sinh quân vào lấy chút lương thực. Lấy chút lương thực, Trần Đại Sinh sững sờ, hồ nghi nói. Trong quân lương thảo không đủ sao? Hắn cũng không biết sự tình Lý Vân Tiêu đem phủ thành chủ của Phổ Dương Thành cạo sạch sẽ. Kế Mông cũng hiếm thấy lộ ra ý cười nói. Kha kha, chính là cùng người của Đại Vương Tử mượn ít tiền tiêu. Té xỉu. Lần này mấy người đều hiểu rõ, Trần Lâm cả giận nói. Chúng ta là quân chính quy của quốc gia, không phải giặc cướp. Sao có thể? Đột nhiên Trần Đại Sinh làm cái thủ thế, ngăn cản Trần Lâm nói tiếp, trầm tư một lát mới nói. Hiện tại chính là thời điểm tranh cướp phương vị, đả kích kẻ địch bỏ thêm vào mình cũng là chuyện tốt. Cho các ngươi một nén hương thời gian, đi nhanh về nhanh. Hắn đồng thời hạ lệnh. Đại quân ở ngoài thành nghỉ ngơi một nén nhang. Kế Mông cười to nói. Không cần một nén nhang, một khắc liền về. Dưới chân hắn lướt nhẹ, bay lên không. Trần Lâm cùng Hàn Thiên Phương đều không còn gì để nói, cảm thấy đại soái quá mức sủng ái Lý Vân Tiêu, ngay cả loại hành vi trái pháp luật này cũng có thể làm ra. Này đặt ở trước đây, là căn bản không thể tưởng tượng. Rất nhanh 800.000 đại quân ngừng lại ở ngoài thành, dồn dập tự chỉnh đốn. Kế Mông mang theo 2.000 học sinh quân hướng trong thành phóng đi. Binh lính gác cổng vừa nhìn thấy trận thế này, nào dám ngăn cản. Hơn 2.000 người cũng rất có quân kỷ, sau khi vào thành liền bay thẳng đến phủ thành chủ. Để mọi người vui khôn tả chính là, hôm nay thành chủ Trác Hồng Quang đang nạp tiểu thiếp phòng 27, người chúc mừng đều mang theo lễ vật, một mặt vui sướng. Trác Hồng Quang cũng mặc đại hồng bào, nắm tay tiểu thiếp mới 14 tuổi đang bái đường. Một tên gia đình đầy mặt mồ hôi lạnh chạy vào, vội vàng ở bên tai Trác Hồng Quang thấp giọng nói. Thành chủ đại nhân, không tốt, bên ngoài đột nhiên đến lượng lớn quân đội, đang đứng ở ngoài cửa phủ chúng ta. Trác Hồng Quang sững sờ, lập tức suy tư nói. Có khi là vị tướng quân nào đó cũng tới chúc mừng bổn thành chủ. Chung quanh đây thật giống như không có nơi trú quân gì a. Ngay thời điểm hắn ngờ vực bất định, âm thanh của Kế Mông truyền vào. Đại quân Đông Trinh đi ngang qua quý địa, chuyên tới mượn chút tiền lương. Trác thành chủ cứ tiếp tục, không cần phải để ý đến chúng ta. Tự chúng ta lấy chút tiền liền đi. Rất nhanh hơn 2.000 học sinh quân vọt thẳng vào trong phủ, ngay cả trên đại sảnh cũng chạy vào hơn 10 người, ngay ở trước mặt hết thảy người chúc mừng, đem quà tặng chồng chất cả sảnh đường quét đi sạch sành sanh. Chờ thời điểm Trác Hồng Quang phản ứng lại, hơn 2.000 học sinh quân từng cái dáng vẻ vui sướng, chuẩn bị rời đi. Hắn giận tím mặt, đang muốn dẫn người vây bắt, Kế Mông lạnh lùng quét ra một chiêu kiếm, toàn bộ Vọng Nguyệt lâu, kiến trúc cao nhất trong thành chủ phủ ầm ầm sụp xuống. Một kiếm khuynh lâu. Lần này tất cả mọi người đều sợ đến dại ra, trong thành tên thống lĩnh mạnh nhất cũng chỉ là cửu tinh đại vũ sư, thấy vậy liền trốn biệt, hiện cũng không dám hiện. Người còn lại càng không dám nói một tiếng, trơ mắt nhìn hơn 2.000 tên học sinh quân vui vẻ ra đi. Quả nhiên không tới một nén nhang thời gian, Kế Mông liền mang đám người trở lại trong đại quân. Hắn đi tới ngoài soái trướng, mặt tươi cười nói. Đại soái, có thể tiếp tục hành quân. Trần Đại Sinh cười ha ha nói. Xem dáng dấp của ngươi, thu hoạch không ít chứ. Vơ vét bao nhiêu kim tệ. Hàn Thiên Phương cũng khẽ cười nói. Tuy rằng Thủy Xương Thành không giàu có bằng Phổ Dương Thành, nhưng cũng là một trong chủ thành của Thiên Thủy Quốc. Ta đoán các ngươi ít nhất vơ vét mấy trăm ngàn kim tệ, thậm chí hơn triệu. Trần Lâm cả kinh nói. Hơn triệu, nhiều như vậy. Hắn một mặt ảo não. Sớm biết ta cũng đi tới. Kế Mông cười ha ha nói. Không bao nhiêu, còn không bằng 1/10 của Phổ Dương Thành. Ngoá, Phổ Dương Thành các ngươi cũng vơ vét. Trần Đại Sinh trợn mắt nói. Chẳng trách xe nhẹ chạy đường quen, nơi này đến cùng lấy bao nhiêu. Kế Mông nghĩ nghĩ nói. Không có cẩn thận kiểm kê, chỉ là kim tệ thì hơn 30 triệu. Các loại kỳ chân dị bảo khác, đại khái cũng đáng giá 1-2 ức. Cái gì, 30 triệu kim tệ? 1-2 ức chân bảo.
Hàn Thiên Phương trực tiếp đem đầu lưỡi của mình cắn một cái, đau đến há mồm gào gào gọi bậy. Con người của Trần Đại Sinh cũng rơi trên mặt đất, cả kinh nói. Toàn quốc một năm chi quân phí cũng mới 10 ức kim tệ. Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Trần Lâm hầu như muốn điên rồi, phát điên nói. Người mới vừa nói này vẫn chưa tới 1/10 của Phổ Dương Thành. Chỉ có Tiêu Khinh Vương cùng Lạc Vân Thường đối với tiền tài quan niệm cực kỳ đạm bạc, chỉ là hơi giật mình, liền mỉm cười. Hàn Thiên Phương gào khóc nói. Đại soái, chúng ta rút quân về, lại đi Phổ Dương Thành một lần a. Trần Đại Sinh ngây người như phỗng, hắn xốc mảnh che lên, chỉ thấy bên ngoài hơn 2.000 học sinh quân từng cái vui sướng, sĩ khí tăng vọt, trên mặt mỗi người đều tràn trề nụ cười hạnh phúc. Kế Mông cười nói. Ta phải đi về cùng Vân Thiếu phục mệnh. Hắn trực tiếp nhảy lên một cái, liền rơi vào trên chiến xa của Lý Vân Tiêu. Cha! Trần Lâm cũng gào khóc nói. Đời ta chưa từng thấy nhiều kim tệ như vậy, tương tự là xuất chinh, người ta lần thứ nhất mang binh đánh giặc, sau khi trở về sợ là trực tiếp thành người giàu nhất toàn quốc. Chúng ta cũng mang binh đánh giặc, nhiều năm như vậy, lại nghèo rất mồng tơi. Đúng đấy, đại soái. Hàn Thiên Phương cũng vẻ mặt đau khổ, ai oán nói. Làm tướng quân nhiều như vậy năm, ngoại trừ quân lương ra, liền chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Lúc nào mới có thể giàu có về hưu a? Trần Đại Sinh buồn bực mất tập trung, vỗ vào trên bàn một cái, quát lên. Lấy địa đồ đến. Nhất thời có sĩ quan lấy ra một tấm hành quân đồ, ở trên mặt bàn trải ra. Trần Lâm không rõ vì sao nói. Cha, lấy quân đồ làm gì? Trần Đại Sinh vung tay lên, đưa mắt rơi vào trên hành quân đồ, cẩn thận nhìn xem. Nhìn phía trước còn có mấy thành trì là thế lực của Đại Vương Tử, 1, 2, 3, 4. Hắn từng cái đếm lên, Trần Lâm cùng Hàn Thiên Phương nhất thời té xỉu, nhưng rất nhanh liền hưng phấn lên, hai mắt đều là kim tệ. Mới 5 cái. Trần Đại Sinh nói. Không biết có đủ hay không. Hắn đi qua đi lại mấy lần, sau đó vỗ bàn một cái nói. Chúng ta đường vòng muộn 2 ngày đi, có thể đi ngang qua 3 thành trì. Ngược lại Lý Trường Phong cũng không thiếu 2 ngày này. Được, chúng ta cũng tán thành. Hai người Hàn Thiên Phương đột nhiên đứng lên, đều đại hỉ cười nói. 800.000 đại quân, nhất thời thay đổi kế hoạch hành quân trước kia, bắt đầu đi đường vòng. Chỗ đi qua, mọi người đều cười hớn hở, chỉ có thành chủ địa phương là kêu trời trách đất. Thiên Thủy Quốc có 13 tòa chủ thành. Còn có hơn 30 thành nhỏ, thành chủ chính là quan viên lớn nhất địa phương, hầu như chính là thằng chột làm vua xứ mù, hơn nữa là chế độ trung thân thế tập. Vì lẽ đó một ít thành chủ lịch sử lâu đời, phủ chủ đều là giàu có đến mức nước đố đổ vách. Rất nhanh, từng phong tấu chương như tuyết rơi bay vào thủ đô, truyền đạt đến trong triều đình. Đồng thời cũng rơi vào phủ đệ của Đại Vương Tử Tần Dương, bởi vì hết thảy người bị cướp, đều là phụ thuộc vào thế lực của hắn. Lại là một tên sứ giả truyền tin bị Tần Dương đá chết, hắn nổi giận ở trong phủ giống to lên. Tiêu Khinh Vương, Trần Đại Sinh, ta cùng các ngươi không đội trời chung. Cao Phong ở phía sau bình tĩnh nói. Lại là một chỗ bị cướp. Tần Dương gào thét nói. Những năm gần đây dựa cả vào thành chủ mấy nơi này cung cấp tài lực, ta mới có thể phát triển tới hôm nay. Hiện tại không chỉ tài nguyên đứt đoạn, hơn nữa Trung ương quân không còn, Kim Sư quân đoàn cũng không còn. Hầu như là trong một đêm, đại thế liền cách ta mà đi, tại sao có thể có sự tình hoang đường như vậy? Cao Phong cũng cảm thấy khoảng thời gian này tới nay, biến hóa quá nhanh, hắn lạnh mặt nói. Xem ra Lý Giật nói quả nhiên không sai, Lý Vân Tiêu thật là một yêu nghiệt. Từ khi hắn ngang trời quật khởi, ngã về phía Tần Nguyệt, thế lực của Đại Vương Tử liền bắt đầu tan rã, bắt đầu dựa vào Tần Nguyệt. Hai mắt Tần Dương phun lửa, cả giận nói. Lý Vân Tiêu xác thực đáng chết, hiện tại ngay cả Lý Giật cũng sinh tử chưa biết, tung tích không rõ. Mấy ngày trước còn truyền đến tin tức, ngay cả lão hồ ly Lam Hoàng kia cũng bắt đầu đứng thành hàng, trực tiếp tặng quà sinh nhật cho tiễn nhân Hương Phi. Từng cái cách ta mà đi, từng cái không coi trọng ta như vậy sao? Trong mắt Cao Phong lóe ra một tia kiên quyết, trầm giọng nói. Đại Vương Tử đừng nóng lòng, đừng quên chúng ta còn có lá bài tẩy lớn nhất. Đến thời điểm đó chỉ cần lấy ra, coi như khắp thiên hạ đều đứng về phía Tần Nguyệt, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này Tần Dương mới thoáng bình tĩnh lại, trong con ngươi lộ ra vẻ ngoan lệ, nói với Cao Phong.
không sai, đây chính là lá bài tẩy to lớn nhất của ta, cũng là lá bài tẩy duy nhất. Cao thống lĩnh, ngươi là người tâm phúc ta tín nhiệm nhất, việc này ngươi nhất định phải làm tốt cho ta. Đến lúc đó sau khi ta lên ngôi, ngươi chính là tồn tại dưới một người trên vạn người. Cao Phong cúi người nói. Đại vương tử yên tâm, việc này sắp hoàn thành, ta nhất định sẽ gia tăng tốc độ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Tần Dương lạnh lẽo nói. Rất tốt. Lúc này hắn mới thoáng khôi phục loại khí thế vương tử cao cao tại thượng kia, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm, lạnh lùng nói. Các ngươi từng cái chờ cho ta, xem ta làm sao lăng chỉ chết các ngươi. Đại quân Đông Trinh đi qua mấy ngày đường vòng, rốt cục sau 8 ngày đến An Vĩnh Thành, phía trước lại đẩy mạnh mấy chục dặm chính là Côn Kim Thành. An Vĩnh Thành là một tòa thành nhỏ, ở trên vị trí chiến lược vẻn vẹn là một bước đệm mà thôi. Nếu đại quân Bách Chiến Quốc muốn tây tiến, trạm thứ nhất chính là An Vĩnh Thành, vì lẽ đó cư dân trong thành hầu như toàn bộ cuốn lấy ra sản trốn sạch, chỉ còn dư lại hơn 5.000 phòng vệ đội, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi. Vì lẽ đó đại quân Đông Trinh vừa đến, thành chủ Nguyên Tử Tấn nhận được tin tức, trời vừa sáng liền ở cửa thành xếp hàng hoan nghênh. Chờ nhìn thấy đại quân đến, từng cái hoan hô nhảy nhót, nội tâm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có 800.000 đại quân, Bách Chiến Quốc muốn công phá An Vĩnh Thành liền muôn vàn khó khăn. Hơn nữa sau khi đại quân đến, hết thảy phòng vệ cùng quyền chỉ huy toàn bộ giao cho quân đội, những thành vệ quân bọn họ cùng thành chủ sẽ không còn gánh vác trách nhiệm. Thời điểm đại quân đến An Vĩnh Thành, mỗi một người đều là sĩ khí dâng trào, mặt mày hớn hở. Chuyện này nhất thời để Nguyên Tử Tấn cảm thấy vạn phần kỳ quái, bình thường binh sĩ muốn ra chiến trường, đều là mặt mày ủ rũ, làm sao những binh sĩ này còn cười vui vẻ như vậy. Hắn thầm nghĩ Trung ương quân quả nhiên là khí thế bất phàm, tối thiểu diện mạo cùng những quân đội khác hoàn toàn khác nhau. Tâm tình của Trần Đại Sinh cũng khá là vui vẻ, một đường phát tài, những thành trì phía sau là không có phần của học sinh quân, đến mặt sau bọn quan binh đều phát tài lên. Cũng không quản có phải là thành chỉ thuộc về thế lực của đại vương tử hay không, thấy thành liền đi vào phát tài. Có điều kỷ luật vẫn vô cùng nghiêm minh, chỉ tìm phủ thành chủ, phát tài xong liền đi, quyết không cho quấy rầy bách tính bình thường. Sau khi đưa ra điều quân lệnh, Nguyên Tử Tấn rốt cục chân chính thở phào nhẹ nhõm nói. Chư vị, mời theo ta vào thành. Bách tính ở trong thành đã sớm trốn hết, thành là một tòa thành trống không, tuy rằng còn không chứa được 800.000 đại quân. Nhưng đóng binh 400-500.000 người là không thành vấn đề. Còn lại tất cả đều ở ngoài thành cắm trại. Các tướng lãnh của Trần Đại Sinh trực tiếp vào ở trong phủ thành chủ, còn chưa dàn xếp lại, liền triệu tập hết thảy tướng lĩnh cùng Nguyên Tử Tấn, bắt đầu phân tích thế cuộc trước mắt. Lý Vân Tiêu cũng mang theo Cổ Vinh cùng Kế Mông xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là sau khi hắn bị thương, lần thứ nhất đi ra chiến xa, nhìn qua tuy rằng không phải sinh long hoạt hổ. Nhưng khí sắc hồng hào, tựa hồ thương thế tốt rồi. Mấy người Trần Đại Sinh mí mắt giật lên, nội tâm lần thứ hai bị xung kích. Cửu tinh võ sĩ. Nhưng nghĩ đến người phía sau hắn kia, lúc này từng cái mới phục hồi tinh thần lại. Có một vị cao nhân như thế, thăng cấp như vậy cũng sẽ không kỳ quái. Vân Tiêu, ngươi được rồi. Cái thứ nhất đứng lên hỏi dò chính là Lạc Vân Thường, nàng đầy mặt quan tâm. Nếu còn chưa hồi phục liền tiếp tục điều tức đi, nơi này ngược lại ngươi cũng không giúp được. Ánh mắt mấy người Tiêu Khinh Vương đều quái lạ, mỉm cười. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức cười nói. Ta thân là hậu cần tổng tham mưu, thống suất học sinh quân, làm sao có thể không đến hội họp. Tuy rằng còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng gần như khỏi hẳn. Lạc Vân Thường thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn, ôn nhu nói. Đừng quá cực khổ, thân thể quan trọng. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, nếu Lý Vân Tiêu là đệ tử của vị đại nhân kia, như vậy thời điểm vị đại nhân kia không có mặt, nàng phải có trách nhiệm đi bảo vệ, quan tâm hắn. Nhưng nghe ở trong tai Lý Vân Tiêu, lại là cả người bốc lên mồ hôi lạnh, có chút không biết làm sao. Hắn kinh hãi nhìn Lạc Vân Thường, thầm nghĩ, lẽ nào nàng biết thân phận của ta? Tuyệt đối không thể, chuyện như vậy đừng nói đoán được, coi như ta chính mồm nói, cũng sẽ không có người tin. Mấy người Trần Đại Sinh che miệng cười trộm, hắn hô. Vân Tiêu, lại đây. Lúc này Lý Vân Tiêu mới như chút được gánh nặng, vội vàng chạy tới, ở bên cạnh Trần Đại Sinh ngồi xuống. Nguyên Tử Tấn hơi kinh ngạc, thiếu niên trẻ tuổi như vậy cũng đã là tướng lĩnh. Nhưng hắn biết trong triều,
rất nhiều quyền quý đều thích đem con cháu mình phái đến trong quân đội mạ vàng. Chuyện gì cũng không cần làm, thuần túy là du lịch, trở lại liền thăng quan tiến tước, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở dưới Trần Đại Sinh ra hiệu, hắn bắt đầu giảng giải thế cục trước mắt. Đại quân Bách Chiến Quốc vây nhốt Côn Kim Thành tổng cộng 27 ngày, bên trong không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Tuy rằng đại quân còn chưa tây tiến, thế nhưng trước An Vĩnh Thành còn có 3 tòa trấn nhỏ, cũng đã bị đại quân Bách Chiến Quốc chiếm lĩnh. Sợ là chỉ cần Côn Kim Thành vừa luân hãm, liền sẽ lập tức bôn tập An Vĩnh Thành. 3 tòa trấn nhỏ phân biệt là Phượng Sơn Trấn, Phi Phượng Trấn cùng Dương Tam Trấn, mỗi trấn nhỏ an bài binh lực ta đã phái người tra xét qua, đại khái khoảng 2 vạn. Bởi vì không cách nào đột phá 3 tòa trấn nhỏ này, vì lẽ đó tin tức phía trước hoàn toàn không biết gì cả. Cụ thể Bách Chiến Quốc đến cùng có bao nhiêu người, hiện nay vẫn là ẩn số. Nhưng theo ta đánh giá, ít nhất cũng khoảng 800 ngàn. Mọi người nghe xong, đều trở nên trầm tư. Trần Đại Sinh trầm ngâm nói. Vây thành hơn 1 tháng, xem ra bọn họ là dự định trực tiếp bước đến trong thành hết lương mới thôi. Nhưng nơi này có một nghi điểm lớn nhất. Đại quân chúng ta xuất phát cũng nửa tháng, bọn họ cũng có thể sớm chiếm được tin tức, đồng thời lấy biện pháp ứng đối, nhưng hiện nay lại không có một chút động tác nào. Nói cách khác, bọn họ cũng không sợ đại quân chúng ta đến, thậm chí không sợ trong ứng ngoài hợp tiêu diệt bọn họ. Hàn Thiên Phương nói, đúng, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nếu ta là tướng lĩnh phe địch, dưới tình huống chỉ có 800.000 đại quân, sau khi đại quân đối phương xuất chinh, hoặc là mạnh mẽ công thành, tranh thủ sớm ngày phá thành. Hoặc là trực tiếp tây tiến, chiếm cứ địa hình có lợi. Còn có một trường hợp chính là trực tiếp lui về Bách Chiến Quốc. Hiện nay xem đều không có, mà chỉ là án binh bất động. Xác thực rất kỳ quái. Trong lòng Trần Đại Sinh hơi động, điểm danh nói. Hoàng Hồng, người nói cái nhìn của mình một chút. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, Hoàng Hồng hơi có chút sốt sắng. Vì thân phận của mình còn ở vào địa vị khá là lúng túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, suy nghĩ sâu sắc nói. Thời điểm đại quân của Bách Chiến Quốc qua Bạch Đầu Trấn, ta cũng ở trong bóng tối lưu ý một hồi, xác thực là chừng 10 vạn, hẳn là sẽ không vượt qua 100 vạn. Sau khi Kim Sư quân đoàn lui lại, bọn họ có lại phái bộ đội hay không thì không rõ ràng. Thế nhưng thời điểm quân ta rút khỏi, bọn họ không có chiếm lĩnh Bạch Đầu Trấn, mà chỉ là mượn đường đi ngang qua. Vì lẽ đó ta dự tính mặt sau cũng sẽ không có thêm viện quân, hiện nay nhân mã vây quanh ở Côn Kim Thành nên là 800 ngàn. Trần Đại Sinh thỏa mãn gật gật đầu, Hoàng Hồng này thật có chút đầu óc, hắn nghi ngờ nói. Nếu thật sự là 800 ngàn quân, vậy mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là vì dẫn chúng ta điều động, phối hợp với Đại Vương Tử ở thủ đô làm việc? Tiêu Khinh Vương nói, nếu là một tháng trước có thể có khả năng này. Nhưng hiện tại thế lực của Tần Dương trên căn bản tan rã gần hết rồi, mặc dù thủ đô làm ra động tác lớn gì, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Vì lẽ đó lý do này cũng không thành lập. Xác thực làm người khó hiểu a, xem ra nhất định phải phái người phá tan 3 trấn nhỏ phong tỏa, phái người đi tìm hiểu tình huống. Ánh mắt của Trần Đại Sinh ở trên người mọi người loanh quanh, đột nhiên trong lòng hơi động. Vân Tiêu, người có cái nhìn gì hay không? Đối với hậu bối này, hắn đã không dám có chút coi thường. Lý Vân Tiêu hơi mỉm cười nói. Hành quân đánh trận ta thực sự không hiểu, nhưng ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vừa nãy Hàn Thúc Thúc nói 3 điểm, hoặc là mạnh mẽ tấn công, hoặc là tây tiến, hoặc là lui binh, tại sao không thể trực tiếp ôm cây đợi thỏ, chờ chúng ta đến rồi cùng nhau tiêu diệt. Hết thảy tướng lĩnh đều lộ ra vẻ cổ quái, có người càng không che giấu biểu hiện cười nhạo. Trần Đại Sinh lắc lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi thật là không hiểu, đại quân của chúng ta ép tới, đừng nói trên nhân số chiếm thượng phong tuyệt đối, coi như là nhược thế, ở dưới hai mặt giáp công, bọn họ cũng là chạy đằng trời. Trừ khi binh lực gấp mấy lần quân ta mới dám ôm cây đợi thỏ. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lãnh đạm nói. Đại soái cân nhắc chính là số lượng binh lực, nhưng không có cân nhắc chất lượng. Nếu như bọn họ là 800.000 võ sĩ thì sao? 800.000 võ sĩ? Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Hàn Thiên Phương cười nói. 2.000 học sinh quân của ngươi cũng đã là dị sổ. Vẻ mặt Tiêu Khinh Vương hơi động, mở miệng nói. Vân Thiếu ý tứ là nói, phải đem võ giả cao cấp cân nhắc vào. Lý Vân Tiêu nhìn Tiêu Khinh Vương một chút, khẽ cười nói. Phải,
800.000 đại quân ở trong mắt người bình thường là hết sức mạnh, nhưng ở trong mắt võ giả, binh lính như vậy, lấy lực lượng cá nhân của Tiêu Khinh Vương liền có thể một địch 10 vạn. Nếu như đối phương có một tên lục hợp cảnh vũ tông, như vậy một người liền có thể chém giết 100 vạn đại quân. Tất cả mọi người nhất thời trầm mặc, tuy rằng đều nhận định đối phương không thể có vũ tông cường giả, nhưng nếu nhiều hơn một vũ vương, vậy cũng là cực kỳ phiền phức. Lý Vân Tiêu cười nói, ta đây chỉ là phân tích một trường hợp mà thôi, trên thực tế cũng không có khả năng lắm. Nếu thật sự là như thế, Côn Kim Thành này đã sớm bị phá vỡ. Kỳ thực ta cho rằng chỉ có một khả năng, kia chính là mục đích của đại quân Bách Chiến Quốc, cũng không phải công thành chiếm đất. Trần Đại Sinh sững sờ, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hét lớn. Vân Tiêu nói có lý. Bách Chiến Quốc điều động quân lực khổng lồ như vậy, nếu không muốn công thành đoạt đất, vậy rốt cuộc là muốn như thế nào? Hiện nay khẩn yếu nhất là lý giải mục đích của bọn họ. Đinh Bách có ở đó không? Một tên tướng lĩnh vội vàng ra khỏi hàng nói. Mạt tướng có mặt. Ánh mắt của Trần Đại Sinh lăng liệt hạ lệnh. Lệnh ngươi lựa chọn 300 tinh binh, nhanh đi điều tra các loại tình báo của Bách Chiến Quốc, mảy may cũng không được buông tha, có tin tức lập tức báo trở về. Tuân lệnh. Đinh Bách lập tức lĩnh mệnh lui ra. Trần Đại Sinh hạ lệnh. Nguyên Tử Tấn, người dẫn dắt hết thảy thành vệ quân phụ trách sự vụ hậu cần, sinh hoạt thường ngày của đại quân. Người còn lại từng người trở lại chờ lệnh, chờ Đinh Bách điều tra được tin tức lại tính tiếp. Sau khi lâm thời hội nghị giải tán, từng người đều tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngược lại dân trong thành toàn bộ đi hết rồi, ai chiếm liền quy ai. Lý Vân Tiêu đã sớm phái Kế Mông đi chiếm một gian tiểu viện. Đủ mấy người bọn họ ở. Trở lại tiểu viện, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, xoay người nói. Lạc lão sư, ta đã đến, không cần đưa, ngài trở về đi thôi. Lạc Vân Thường đánh giá tiểu viện, khẽ vuốt mái tóc, lạnh nhạt nói. Ta còn không tìm được chỗ đặt chân, nơi này của các ngươi rất lớn, ta liền ở đây đi. À, Lý Vân Tiêu ngẩn ra. Này không hay lắm à, đã ở đây. Không đủ. Mộng Vũ vừa vặn đi ra, nghe thấy hai người nói chuyện, nhất thời cao hứng nói. Không sao Vân Thiếu, liền để Lạc lão sư ở cùng ta đi, vừa vặn trong phòng ta giường rất lớn. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ chừng nàng một chút, cả giận nói. Giường ngươi rất lớn, nếu không ta cũng tới cùng ngươi chen một chút, ta vừa vặn không có chỗ ở đây này. Mộng Vũ đỏ mặt lên, giận dỗi chạy đi. Ánh mắt của Lạc Vân Thường phát lạnh. Trên mặt hiện ra một tia giận dữ, lạnh lùng nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống như không hoan nghênh ta vào ở lắm. Nào có, hoan nghênh đến cực điểm, chỉ sợ địa phương đơn sơ, lão sư ở không quen. Lý Vân Tiêu vội vàng dùng tay làm dấu mời, lệnh thủ hạ đi quét tước một gian phòng hảo hạng. Lạc Vân Thường khẽ gật đầu nói. Như vậy liền tốt, Vân Tiêu, ngươi theo ta lại đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nàng trực tiếp đi vào một gian phòng ngủ, chính là nơi ở của Lý Vân Tiêu, tiện tay đóng cửa lại, tựa hồ còn cảm thấy không đủ kín, đầu ngón tay bấm quyết, bay ra vài đạo quyết ấn. Lý Vân Tiêu nhận ra đây là pháp ấn ngăn cách nghe trộm, hiện tại trong phòng thành một không gian phong kín, coi như la rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy. Hắn nhìn ánh mắt Lạc Vân Thường nhìn chằm chằm mình, trong lòng nhất thời hoảng hốt, thầm nghĩ, nàng đây là muốn làm gì? Không phải là muốn bá vương ngạnh thượng cung với ta chứ? Nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần cùng khí chất đặc biệt của Lạc Vân Thường, còn có hương thơm xử nữ nhàn nhạt truyền đến, nhất thời nội tâm dập dờn một trận, thầm nói, thôi thôi, hai ta trong lúc đó tu vi cách biệt quá lớn, coi như ta toàn lực phản kháng phỏng chừng cũng uổng công vô ích, ngày hôm nay liền để ngươi thực hiện được đi. Hắn nhất thời nhắm hai mắt lại, chờ mong thời khắc hạnh phúc này. Làm sao, không dám nhìn ta? Lạc Vân Thường nhẹ nhàng cười một tiếng, nét cười của nàng rất có sức cuốn hút, như bách hoa nở rộ, không khí cũng có vẻ hơi rõ ràng lên, chỉ là bình thường cười quá ít. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, mở mắt ra nói. Không phải, chẳng qua là cảm thấy hồi hộp, xem ra lão sư chuẩn bị tâm lý rất đủ à. Ân, Lạc Vân Thường nhẹ ân một tiếng, ôn nhu nói. Ta nghĩ rất lâu, lúc này mới tìm đến ngươi. Lý Vân Tiêu căng thẳng hoạt động hai tay, trà sát tay, cười nói. Ha ha, không hổ là lão sư, ta là căng thẳng gần chết đây, đến đây đi, nắm chặt thời gian một chút. Hắn bắt đầu cởi quần áo. Lạc Vân Thường sững sờ,
Dại ra nói. Ngươi làm cái gì vậy? Cởi quần áo à, không cởi quần áo làm sao? Kha kha. Lý Vân Tiêu vỗ đầu mình một cái. Ai nha, ta đã quên. Ta là nam nhân, nên chủ động một chút, trước tiên cởi áo cho lão sư mới đúng. Hắn khoác quần áo lại, tiến lên muốn đi cởi đai lưng của Lạc Vân Thường. Sát khí. So với sát khí của La Ma Diễn Na còn muốn mãnh liệt. Cả người Lý Vân Tiêu phát lạnh, một luồng hàn khí từ bàn chân trực băng tới trán. Một cái tay đứng ở trước đai lưng của Lạc Vân Thường, phảng phất thân thể kết thành tầng băng, khó có thể nhúc nhích nửa phần. Một luồng sát khí ngất trời trực tiếp tràn vào trong ý thức của hắn, cả người như rơi xuống vực sâu. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào Lạc lão sư muốn chơi biến thái? Một lưỡi búa khổng lồ hiện lên trên không trung, hào quang chói lọi, thật giống một chiếc cự hạm, căng kín toàn bộ gian nhà. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, ngơ ngác cả kinh nói, cái này cũng quá ác chứ. Ai gánh vác được? Ầm ầm ầm. Ngay thời điểm hắn nghi ngờ không thôi, sắc mặt Lạc Vân Thường âm trầm chảy ra nước, chuôi chiến phủ ầm ầm hạ xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt đập mạnh. May là mặt trái lưỡi búa hướng dưới, đột nhiên hai tay của Lý Vân Tiêu nâng lên, không có chút hồi hộp nào bị đập vào trong hầm, một gian phòng hoàn toàn sụp lún xuống. Một cái hang lớn, đen nhánh sâu không thấy đáy nổi lên, cả người Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt Lạc Vân Thường tái nhợt, tức giận đến cả người run rẩy, quay về trong hố đen cả giận nói. Lý Vân Tiêu, nếu không phải ngươi là đệ tử của hắn, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nàng đưa tay chộp một cái. Búa lớn trên không trung nhất thời hóa thành hình thái nhỏ xíu, bay vào trong tay, kiên quyết rời đi. Ở trong hố sâu, Lý Vân Tiêu máu me khắp người nằm ở bên trong, lầm bầm lầu bầu cười khổ nói. Không phải chơi SM sao? Người rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng rõ ràng có được hay không? Cô nãi nãi của ta. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, tự nói. Đệ tử của hắn, ai nha, đúng rồi. Nàng không phải đoán ra thân phận của ta, mà cho rằng ta là đệ tử của Cổ Phi Dương, chẳng trách. Ai nha, bị đánh oan rồi. Đám người kế mông rất nhanh liền vọt vào, nhìn Lạc Vân Thường trên mặt phảng phất như có một tầng xương lạnh vạn năm đi ra ngoài, cả người đều run lên một cái, cảm thấy một trận phát lạnh. Sau đó từng cái nhảy vào trong hố, cứu Lý Vân Tiêu ra. Mộng Bạch một mặt mờ mịt nói. Sư phụ, tại sao Lạc lão sư phát hỏa lớn như vậy? Ánh mắt Trần Chân sáng lên, cả kinh nói. Vân Thiếu, y phục của ngươi làm sao cởi ra? Oa, ngươi không phải là muốn. Hắn đột nhiên che miệng mình, trợn mắt lên không thể tin tưởng, lập tức giơ ngón tay cái lên, vạn phần khâm phục nói. Lợi hại, lợi hại, khoảng thời gian này tới nay, biểu hiện của ngươi chói mắt kinh người như vậy, ta cũng không có kính phục ngươi như ngày hôm nay. Hàn Bách cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận nói. Vân Thiếu, mang binh đánh giặc là khổ bức, nhưng bên cạnh ngươi không phải còn có Mộng Vũ sao? Cũng không cần gan to bằng trời. Hắn vừa nghĩ tới, nhất thời cả người run lên một cái, phảng phất Lạc Vân Thường đang ở phía sau nhìn hắn, lời sau cũng không dám nói nữa. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Mộng Bạch thì lại nháy mắt, một mặt vô tội nói. Các ngươi đến cùng nói cái gì? Tại sao lại kéo tỷ tỷ ta lên? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.